chương 1341, là ưu thế cũng là nhược điểm. Chuẩn bị sẵn sàng, la vận sức chờ phát động. Muốn lên. Ừm. La mở ra tinh lỗ, phóng xuất ra niệm lực bao trùm ở trên người. Bành. Dưới chân đạp một cái, nương theo lấy một chút khí bạo âm thanh, la thân hình đột nhiên bắn nhanh mà ra, đóng lấy kia bốn phía bay tán loạn đá vụn, mà sang nhắm mắt lại, cũng không phải sợ hãi, mà là tại tập trung tinh thần chuẩn bị năng lực phóng thích. Bằng vào ta hiện tại lực bộc phát, chỉ cần đem không đi cùng dây lát kỹ xảo kết hợp với nhau, hẳn có thể được. La nhãn trong mắt bắn ra hào quang sáng tỏ, tại di động cao tốc phía dưới, đột nhiên phóng tới thiên không. Bành bành. Không gặp hắn cùng Sanbika thân hình, chỉ có thể tại không trung nhìn thấy một trận mắt trần có thể thấy khí bạo, lấy khúc kính quỷ tích, hướng về cửu đầu điểu mà đi. Khi lấy hệ phóng xạ đặc tính phát ra tiếng vang, hỗn tạp tại cửu đầu điểu chỗ lấy ra động tĩnh bên trong, liền một điểm bọc nước cũng không có tràn ra. Nhưng là La hiện tại hiện đang dẫn lượng số lượng cũng là đạt tới ma thú cấp bậc, cách xa, cửu đầu điểu có lẽ sẽ không chú ý, nhưng cách gần đó, khó tránh khỏi liền có thể phát giác được. Nói như thế nào đây, liền cùng bên tai mũi kêu âm thanh đồng dạng, không nhìn thấy con mũi, lại có thế thời khắc nghe được con mũi kia phiền lòng thanh âm. Cửu đầu điểu phát giác được la niệm lực chấn động, nhưng là, bởi vì la lần này không có lẫn vào màu đen niệm lực, cho nên cửu đầu điểu cũng không thèm để y, cũng cùng hỏa thụ ngân hoa ngay tại thả ra nhiệt lượng có quan hệ. Lúc này, cửu đầu điểu trong mắt chỉ có đáy cốc hỏa thụ ngân hoa, chỉ cần chung quanh không có quá rõ ràng uy hiếp bờ, cũng sẽ không bị nó để vào mắt. Nó rất rõ ràng, đối với nó có uy hiếp bờ ngang cấp ma thú, cơ bản đều tại thế giới thụ chung quanh, cùng càng phía trên hơn thân cây, mà dãy núi này cách thế giới thụ rất xa, là một cái liền chút điểm ân trạch đều không thể hưởng thụ được đất nghèo. Giống như vậy địa phương, làm sao lại có uy hiếp bờ được ma thú của nó? Muốn làm gì thì làm thái độ, làm nó không nhìn đến từ la niệm lực chấn động la lại không rõ ràng cửu đầu điểu thái độ duy trì lấy tầng trên cùng nhất độ cảnh giác thân hình xuyên qua tại bay tán loạn trong đá vụn hóa thành một đạo lưu quang dần dần tiếp cận cửu đầu điểu kia dựa vào khe nước phía trên thân thể khổng lồ hỏa thụ ngân hoa nội bộ bởi vì khoảng cách quá xa cho nên hồng tinh màn hình không cách nào bắt được la hòa sang động tĩnh nhưng là nít tiểu hồ ly niệm thú có treo ở hắc miêu trên thân bởi vậy có thế chiếu ra thứ nhất thì giác hình tượng chỉ có điều đám người trầm mặt nhìn xem nít chỗ chiếu ra tới hình tượng chỉ có một mảnh nhiễm phải hơi nước mơ hồ hình tượng, cùng cảnh tượng cực nhanh lui lại hình tượng. Thật có lỗi, là tốc độ bây giờ quá nhanh, đến mức tiểu hồ ly niệm thú thị giác không có cách nào ổn định lại. Nít đắng chát cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy năng lực của mình tốt cặn bã. Hoặc bị vượt qua quy tắc niệm lực phá hủy đi tiểu hồ ly niệm thú, hoặc tựa như giờ phút này, không cách nào bắt giữ ổn định hình tượng. Không sao, dạng này đã đủ. Biscuit an ủi một chút nít. Có điều, lời nàng nói cũng không phải qua loa. Tiểu hồ ly niệm thú tồn tại ý nghĩa cũng không phải là muốn bọn hắn thời gian thực nắm giữ la động tĩnh, mà là muốn để bọn hắn biết là có hay không nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần trực tiếp hình tượng không cắt đứt quan hệ, bất kỳ cái gì tì vết cũng là có thể tiếp nhận. Nít ở trong lòng thở dài một tiếng, chợt chuyên tâm duy trì lấy năng lực bên trong điều khiển bên trong. Đám người nín hơi nhìn xem tiểu hồ ly thời gian thực chiếu hình tượng, mong đợi lấy la hòa sang Bika có thể bình an vô sự hoàn thành nhiệm vụ. Hẻm núi đỉnh núi. ầm ầm từ cửu đầu điểu hạ xuống hiện tại, đã qua 15 phút. Trong lúc đó, nó vận dụng đến chín cái đầu bên trên nhọn mổ, cùng cánh hai chân, không ngừng công kích tới hẻm núi hai bên ngọn núi. Nếu không phải dãy núi này nham thạch chất liệu đủ cứng, không cần đến 15 phút, chỉ cần không tới một phút, cửu đầu điểu liền có thể hủy đi một tòa núi cao. La ông lấy sang Bika, có kinh sợ nhưng không nguy hiểm xuyên qua những cái kia bốn phía bay tán loạn đá vụn khu vực, thành công đi vào cửu đầu điểu lưng bộ bên trên. Tốt, rất thuận lợi. La Kháng đến cửu đầu điểu cũng không để ý tới bọn hắn, trong lòng hơi định, có lẽ là mục tiêu tính quá nhỏ, không đủ để để cửu đầu điểu để y, lại hoặc là bởi vì chính mình để y, không có sử dụng tồn tại cảm rõ ràng màu đen niệm lực. Giẫm tại cửu đầu điểu lưng bộ, hơn phân nửa thân thể bị cửu đầu điểu lông vũ bao phủ. La đem sang nhẹ nhàng buông ra, chợt từ hắc miêu không gian bên trong lấy ra kim cô bổng. Chuẩn bị xong chưa? Ừm, tùy thời đều có thể. Sandika đen nhánh trong mắt to lướt qua một vòng động lòng người hào quang vậy liền bắt đầu đi la thúc đẩy niệm lực rót vào kim cô bổng bên trong hạ đặt biến nhỏ dài ra chỉ lệnh một nháy mắt kim cô bổng kéo dài đồng thời công thân cũng tại biến nhỏ một mực mảnh thành dạng kim mới đình chỉ biến hóa đem kim cô bổng biến thành châm về sau la cũng không có ngay lập tức đâm xuống mà là nhìn về phía sang vika cái sau hiểu y gật đầu ra hiệu có thể thực hiện la lúc này không do dự nữa đem kim cô bổng xem như trường thương bỗng nhiên đâm vào cửu đầu điểu niệm lực phòng ngự bên trên suy ngưng tụ thành một điểm niệm lực, thành công đâm rách cửu đầu điểu phòng ngự, sau đó trực đảo Hoàng Long, đâm xuyên cửu đầu điểu da thịt. Không cần la giao phó, Sandika ngay lập tức đưa ra bị màu xanh lục quan cầu bao vây virus, thuận kim cô bổng điểm rơi chỗ rót vào trong đó. Đi. Mắt thấy sự thành, la lấy thế xếp đánh không kịp bưng tay thu hồi kim cô bổng, đồng thời ôm lấy Sandika, hóa thành một đạo lưu quan hướng về phương xa mà đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, cửu đầu điểu phản phất ý thức được cái gì, giải dụa thân thể biên độ trở nên càng thêm kịch liệt cũng không phải bởi vì cảm giác đau đớn, dù sao liền kia châm hơi lớn tiểu nhân vết thương, căn bản không đủ để để cửu đầu điểu cảm giác được cái gì, chủ yếu là bởi vì niệm lực phòng ngự bị đột phá. Chỉ có điều, la hòa sang vika tồn tại cuối cùng quá nhỏ bé, như là một hạt dấu ở gian phòng nơi hẻo lánh chỗ bụi bặm, rất khó bị phát hiện. Cho nên, cửu đầu điểu chỉ là sao động một lát, liền tiếp tục phá hủy lấy hẻm núi hai bên ngọn núi, không chút nào rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thể tích là ưu thế của ngươi, nhưng cũng là nhược điểm. La quay đầu mắt nhìn không hề bị lay động cửu đầu điểu chỉ có thể kỳ vọng lấy Bika sinh vật virus có thể sinh ra hiệu quả lần nữa hiểm lại càng hiểm xuyên qua bay tán loạn đá vụn bầy La tâm cuối cùng là yên ổn xuống dưới Bika, ngươi cho cửu đầu điểu hạ cái gì virus là một loại hỗn hợp hình chảy máu tính bệnh độc ta suy yếu virus truyền nhiễm tính dùng cái này tăng cường mọc thêm tính bởi vì là lâm thời điều phối ra tới cho nên còn không có lấy tên dạng này a à, tiếp xuống chính là chờ kết quả ra tới ừ la ôm lấy sanvika đầu tiên là rời xa cửu đầu điểu bừa bãi tàn phá khu vực sau đó hướng về hẻm núi rất nhanh liền trở lại hỏa thụ ngân hoa nội bộ một lát sau hai người an toàn trở lại bên trong điều khiển làm tốt lắm nhìn thấy hai người trở về trên mặt mọi người treo đầy nụ cười thông qua tiểu hồ ly thị giác bọn hắn đều nhìn thấy la hòa sanvika phối hợp với đem sinh vật virus đưa vào cửu đầu điểu trong cơ thể tiếp xuống liền chờ sinh vật virus sinh ra hiệu quả có điều hiện tại cao hứng còn sớm một chút nhất định phải thành công a. La Tiên là nhìn thoáng qua thần sắc tiều tụy nao, lập tức nhìn về phía trong màn hình như củ sinh long hoặc hổ cửu đầu điểu. Lấy cửu đầu điểu thể tích, coi như Sambika tăng cường vi rút mọc thêm tính, cũng không thể nhanh như vậy liền gây nên hiệu quả, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi. Một cái giờ trôi qua. Cửu đầu điểu động tác lực đạo rõ ràng yếu. Ừm. Có hiệu quả rồi. Đám người thấy thế, đều là hai mắt tỏa sáng, sau đó đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Sambika. Xong rồi. Sanbika lộ ra vẻ tươi cười. Dù là cách rất xa, nàng cũng có thể mơ hồ cảm thấy được ngay tại cửu đầu điểu trong cơ thể sinh động virus. Chỉ cần cửu đầu điểu trong cơ thể hệ thống miễn dịch không cách nào chống cự xâm lấn virus, đổ xuống là chuyện sớm hay muộn. Chương 1342, đáng tiếc. Sinh vật virus tiến vào cửu đầu điểu trong cơ thể sau liền điên cuồng mọc thêm, mà tại thân thể xuất hiện rõ ràng triệu chứng trước, cửu đầu điểu hiển nhiên hoàn toàn không biết gì. Một cái giờ, trải qua cải tiến sinh vật virus đã triệt để tại cửu đầu điểu trong cơ thể an tổ nếu không phải cửu đầu điểu tố chất thân thể kinh người lấy sinh vật virus cương liệt hiệu quả không nên kéo tới hiện tại mới có phản ứng hẻm núi đỉnh núi cửu đầu điểu phát giác được trong cơ thể cực kỳ bé nhỏ biến hóa chậm rãi dừng lại động tác như như pho tượng đứng im bất động mới mọc thêm một cái giờ sinh vật virus còn chưa đủ lấy đối cửu đầu điểu sinh ra nghiêm trọng tổn hại dù cho virus sinh hóa là cải tiến qua cương liệt chủng loại muốn để cửu đầu điểu mất đi sức phản kháng phỏng đoán cẩn thận cũng phải ba ngày trái phải về phần phải bao lâu thời gian mới có thể để cho cửu đầu điểu cơ hờ tết đi thì liền một cái đại khái thời gian đều không thể tính ra ra tới nhưng chỉ cần cửu đầu điểu trong cơ thể hệ thống miễn dịch không cách nào chống cự sinh vật virus bừa bãi tàn phá như vậy mặc kệ quá trình cần bao lâu đến cuối cùng tử vong là tất nhiên kết quả cho nên chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể dù là cửu đầu điểu nửa đường phát giác không thích hợp từ đó quả quyết rời đi cũng là la vui lòng nhìn thấy sự tình cửu đầu điểu dừng lại động tác trong hẻm núi nên đón ngắn ngủi yên tĩnh hỏa thụ ngân hoa bên trong điều khiển nhìn thấy sinh vật virus sinh ra hiệu quả đám người nhất lên tâm cuối cùng là rơi xuống sanrica cửu đầu điểu có phải là cờ hờ tết chắc rồi cùng là trong đội ngũ bác sĩ lão bạch năng lực lại chỉ có thể đơn phương dùng để trị liệu virus mọc thêm rất thuận lợi nhưng là không thể loại trừ ngoài y muốn cho nên tới cờ hờ tết xuất còn không đạt được trăm phần trăm Sandika không cách nào khống chế cửu đầu điểu trong cơ thể virus sinh hóa lại có thể cảm ứng được virus sinh động trạng thái. Lấy trước mắt tình huống đến xem, cửu đầu điểu nên giải quyết không được ngay tại trong cơ thể bừa bãi tàn phá virus sinh hóa, nhưng theo thời gian chuyển dời, lấy cửu đầu điểu sinh mệnh lực, có lẽ sẽ miễn cưỡng thích ứng xuống tới, từ đó đạt được cơ hội thở dốc. Vậy chúng ta có chờ, không nhìn tận mắt cửu đầu điểu cướp máy, căn bản không có cách nào an tâm. Ừm, cần thiết, chúng ta có thể bù một hạ đao, tóm lại muốn bảo đảm cửu đầu điểu cơ hờ, tết đi, không phải lần sau đi thế giới thụ, khó tránh khỏi sẽ còn bị nó tập kích virus sinh hóa sinh ra hiệu quả, để bên trong điều khiển bên trong không khí rõ ràng biến nhẹ nhõm rất nhiều. Có điều, kết quả còn chưa có đi ra, tạm thời không thể cao hứng quá sớm. La Kháng lấy trong màn hình đứng im bất động cửu đầu điểu, nếu như cần bổ đao, cũng phải từ hắn xuất mã. Chỉ là bổ đao, hẳn là không dùng đến màu đen niệm lực, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho đến cửu đầu điểu tắt thở trước đó, cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Sau một lát, tại mọi người trầm mặt nhìn chăm chú phía dưới, mới yên tĩnh một hồi cửu đầu điểu, bỗng nhiên lại bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, trong hẻm núi lại lần nữa tràn ngập ầm ầm tiếng nổ lớn, đá vụn bị cửu đầu điểu cánh quét ra, như như mưa rào hướng về đáy cốc. So với lúc trước cử động, cửu đầu điểu trở nên càng thêm điên cuồng, phản phất không nhận sinh vật virus ảnh hưởng. Biến hóa như thế, dẫn tới mọi người vẽ mặt vi kinh, nhau nhau nhìn về phía Sangbika. Dạng này càng tốt hơn, sẽ tăng nhanh virus mọc thêm tốc độ. Nghe được Sangbika nói như vậy, mọi người mới sau khi ổn định tâm thần, dường như sinh vật virus sơ kỳ hiệu quả còn không đáng phải cửu đầu điểu đi để y mà cửu đầu điểu dường như mất kiên trì cho nên muốn đi vào hẻm núi tâm tình càng mãnh liệt chỉ có điều nó còn không có ý thức được tự thân tình cảnh rầm 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 ngọn núi tan nát đá vụn bay loạn đáy cốc hỏa thụ ngân hoa đứng im như núi mắt lạnh nhìn phía trên cửu đầu điểu theo thời gian trôi qua cửu đầu điểu phá hủy ngọn núi lực đạo cũng tại dần dần yếu đi nhưng trên người niệm lực vẫn bành bái mạnh mẽ không có bị sinh vật virus ảnh hưởng đến 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Hỏa thụ ngân hoa tại đáy cốc đợi nửa ngày thời gian, mà cửu đầu điểu ở phía trên cũng náo đã hơn nửa ngày, riêng là đem hẻm núi hai bên ngọn núi đánh ra một cái lỗ thủng to lớn, giống như vậy tiếp tục cố gắng xuống dưới, tiến đến hẻm núi cũng là chuyện sớm hay muộn. Chân chính quái vật. Hồng ảnh nghiêm túc nhìn xem trên núi bị cửu đầu điểu phá hủy to lớn khe. Phải biết, lúc trước hắn điều khiển hỏa thụ ngân hoa hạ xuống đáy cốc thời điểm, vốn muốn cho hỏa thụ ngân hoa sợi rễ đâm vào lòng đất, kết quả sửng sốt đâm không đi vào, Kết quả là chỉ có thể lãng phí một chút năng lượng để duy trì hỏa thụ ngân hoa thân hình. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nham thạch độ cứng đến cỡ nào kinh người. Nhưng cũng nhiều thua thiệt cái này nham thạch độ cứng, không phải cửu đầu điểu đã sớm tiến đến. Về sau lại chờ 4, 5 tiếng, cửu đầu điểu trên người niệm lực cường độ rốt cục có chút suy yếu, nhưng còn không rõ ràng lắm là mệt nhọc bố trí, vẫn là sinh vật virus bắt đầu ảnh hưởng đến cửu đầu điểu nội tạng khí quan. Tại không có nguy hiểm điều kiện tiên quyết, la bọn hắn cũng không vội, tiếp tục chờ cho đến màn đêm buông xuống, cửu đầu điểu trên thân bao trùng lấy niệm lực cùng một chút hỏa diễm, rơi vào la đám người trong mắt, như là một viên treo tại hẻm núi trên đỉnh cỡ nhỏ mặt trời. Nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện cửu đầu điểu trên người niệm lực đang đứng ở trạng thái không ổn định, vặn vẹo tứ chi động tác cũng không có ban ngày lúc như vậy hung mảnh, có thể thấy được sang vika virus đã bắt đầu phát huy. Trong lòng mọi người tràn ngập chờ mong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau sáng sớm, cửu đầu điểu dựa vào khe nứt phía trên cũng không nhúc nhích, trên người niệm lực nhiều lắm là chính là cuốn trình độ, so với hôm qua khủng bố cấp bậc kiên, liền như là một ngọn lửa hòa phong bên trong nến tàn so sánh. Sinh vật virus hiệu quả so trong tưởng tượng hung mãnh, cũng cùng cửu đầu điểu chơi đùa lung tung một ngày một đêm có quan hệ, ở vào hẻm núi hai bên khe đã nhanh nếu có thể để cửu đầu điểu thuận lợi thông qua, cũng may sinh vật virus phát uy. Hiện tại, muốn hay không đi bổ đao chính là một vấn đề. Đám người thảo luận một chút, quyết định cầu ổn, chỉ cần cửu đầu điểu không có dị động, cứ như vậy chờ xuống. Lại qua một ngày, cửu đầu điểu sinh mệnh lực rõ ràng xuống đến đáy cốc cứ như vậy cho đến trạng vạn tối rốt cục lặng yên không một tiếng động cờ hờ kết đi cờ hờ kết rồi cứ việc sự thật bày ở trước mắt bao quát thủ vệ nhất tộc thành viên ở bên trong vẫn là có chút không dám tin tưởng cường đại như vậy sinh vật liền bị mắt thường chỗ không nhìn thấy vi miễu virus giết cờ hờ kết nhanh chúng ta cắt thịt đi Hắc miêu cái thứ nhất nhảy ra thúc giục các đội hữu nhanh đi thu hoạch chiến lợi phẩm về phần cửu đầu điểu trong cơ thể virus có Sandika cùng la tại, căn bản không thành vấn đề. thật vất vả chơi cơ hờ, tết một đầu truyền thuyết cấp bậc ma thú, hồng ảnh sao lại bỏ lỡ cơ hội thao túng hỏa thụ ngân hoa, liền phải lên không đi hướng cửu đầu điểu trên thi thể. hỏa thụ ngân hoa vừa mới nhảy lên lên tới trăm mét không trung lúc, lại bỗng nhiên lơ lửng ở giữa không trung. bởi vì từng cái cường tráng ma thú không biết từ nơi nào xuất hiện, hội tụ thành từng đầu hắc tuyến từ bốn phương tám hướng chạy về phía cửu đầu điểu thi thể. lấy loại tình huống này hỏa thụ ngân hoa nếu là tùy tiện tiếp cận cửu đầu điểu thi thể, đoán chừng sẽ bị đếm không hết số lượng ma thú nuốt chửng lấy rơi. Móa! Trơ mắt nhìn xem đám kia súc sinh muốn cướp đi chiến lợi phẩm, hắc miêu không khỏi giận mắng một tiếng. Nhưng, chửi rủa cũng không thể thay đổi hiện huống. Đi, đi tìm hồ nước. La quả quyết từ bỏ, để hồng ảnh điều khiển hỏa thụ ngân hoa rời đi. Hồng ảnh rất không cam tâm, nhưng không thể làm gì, thuận theo la mệnh lệnh, thao túng hỏa thụ ngân hoa bay ra hẻm núi. Đáng tiếc, Kim thở dài. Đây là lòng của mọi người âm thanh. Bình thường ma thú thì thôi, lấy cửu đầu điểu đẳng cấp, hơn phân nửa khắp người đều là bảo bối. Đám người thông qua màn hình, trầm mặt nhìn xem từng cái ma thú sói đó chụp mồi nhảy đến cửu đầu điểu trên thi thể, từng đóa từng đóa huyết hoa, tại các loại hưng phấn trống lên một tiếng bên trong nở rộ. Những cái kia từ bốn phương tám hướng xuất hiện ma thú, tựa như là từng cái tại từng bước xâm chiếm cửu đầu điểu thi thể đen nhánh con kiến. Chương 1343, Di chỉ cùng hồ. Lúc trước, cửu đầu điểu đại náo hẻm núi thời điểm những cái này ở tại lân cận ma thú bị dọa đến chim thú tán về sau cửu đầu điểu bị virus rút dày vò đến sinh mệnh lực ngày càng sa sút gà tặc bọn chúng lặng yên trở về hẻm núi như là sài lan nhìn xa xa cửu đầu điểu mắt thấy cửu đầu điểu khí tức càng ngày càng yếu bọn chúng như dẫm trên băng mỏng chậm rãi tiếp cận cửu đầu điểu cho đến vừa rồi làm cửu đầu điểu vừa cơ hờ ếch xu thế chờ phân phó bọn chúng không kịp chờ đợi từ trong bóng tối xông tới điên cuồng tuôn hướng cửu đầu điểu thi thể không đơn thuần là vì ăn, còn mơ ước cửu đầu điểu trong máu thịt ẩn chứa sinh mệnh lực. Bọn này ma thú xuất hiện, trực tiếp đoạn tuyệt la bọn hắn muốn từ cửu đầu điểu trên thi thể thu hoạch chỗ tốt suy nghĩ. Đương nhiên, không cam tâm là khẳng định, nhưng trừ trơ mắt nhìn xem cửu đầu điểu thi thể bị vô số ma thú từng bước xâm chiếm, bọn hắn cái gì cũng làm không được. Hắc Miêu còn tưởng rằng có thể thật tốt ăn một bữa tuyệt đỉnh mỹ vị, làm sao nghĩ đến nửa đường giết ra nhiều như vậy Trình Giảo Kim, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn màn ảnh bên trong đám kia ăn đến vui sướng các ma thú. Ừm đột nhiên, hắc miêu trong đầu linh quang lóe lên. Đúng, cửu đầu điểu trong cơ thể có virus, ha ha ha, để các ngươi ăn, chờ cơ hờ, tết đi. Hắn nghĩ tới cạo cơ hờ, tết cửu đầu điểu virus, trong lúc nhất thời, có loại đại thù phải báo thoải mái cảm giác. Đám người nghe vậy, không khỏi nhìn về phía ngay tại thoải mái cười to hắc miêu. Gia hỏa này. Có điều, đúng là dạng này, cửu đầu điểu trong cơ thể có virus, dù là sang suy yếu truyền nhiễm cường độ, một khi bị các ma thú phân mà ăn chi, dính virus tỷ lệ căn bản là trăm phần trăm lại hướng suy nghĩ sâu xa nếu là bọn này trúng virus ma thú trở lại nguyên bản nên đợi địa phương khẳng định sẽ tại không lâu sau đó biến thành một cổ thi thể lại sau đó bị cái khác ngửi được mùi tanh ma thú ăn hết cái này la nhãn bên trong hiện ra kinh hãi nhìn không được nhìn về phía sang vika cái sau bởi vì hắc miêu nhắc nhở hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy nếu là virus lấy phương thức như vậy truyền bá ra hậu quả dường như thiết tưởng không chịu nổi la muốn hay không không kịp la lắc đầu, đánh gãy sang đi ca. Mặc dù có chút tưởng tượng, nhưng bây giờ hiển nhiên là không kịp. Muốn cắt đứt vi rút tảng, liền phải đem cửu đầu điểu trên thi thể ma thú toàn bộ xử ly, nhưng là số lượng của ma thú nhiều lắm, hàng ngàn hàng vạn. Ăn ăn ăn, để các ngươi ăn, chờ cơ hờ, tết đi, các ngươi bọn này xuất sinh. Hắc miêu còn ở bên cạnh mắng, sau đó bị la nhất chân đạp trung thực. Kim bọn hắn cũng nghĩ đến cái này gốc rạ, nhưng tình huống đã không phải là bọn hắn có khả năng ngăn lại, chỉ có thể mặc cho phát triển lấy lục địa tối vòng sinh thái hoàn cảnh, còn không đến mức sẽ bị một loại truyền nhiễm tính bệnh độc làm cho đổ, chỉ là sinh linh đồ tháng không thể tránh được. Hỏa thụ ngân hoa bay khỏi hẻm núi, thiếu cửu đầu điểu dây dưa, tại thu thu chỉ dẫn dưới, rất nhanh liền đi vào hồ nước chỗ một chỗ sơn cốc, cũng là một chỗ viễn cổ nhân loại để lại xuống tới quê hương. Từ trên cao quan sát, sơn cốc là bất quy tắc hình bầu dục, bốn bề toàn núi, chỉ có một đạo thông hướng phía ngoài chật hẹp đường núi. Hồ nước chiếm cứ trong cốc đại khái 80% diện tích, mà viễn cổ nhân loại đã từng kiến tạo phòng ở xen vào nhau tinh tế phân bố tại trên vách đá, từng đầu sinh đục ra nham đạo vọc liên tiếp trên vách đá khu kiến trúc, suốt liên tục từng đầu cảnh đẹp y vui đường cong, gần như không bỏ qua bất luận cái gì một chỗ diện tích, mà chỗ đỉnh núi đứng vững không ít tháp canh giống như kiến trúc. Hỏa thụ ngân hoa lơ lửng tại phía trên thung lũng, không có nóng lòng hạ xuống đáy cốc, cũng bởi vì trong cốc không có phù hợp hạ xuống địa phương. Hồ nước chiếm 80% diện tích, nếu như còn lại 20% đơn độc phân chia đến một chỗ, liền có sung túc hạ xuống diện tích có lẽ là bởi vì khu kiến trúc từ nham thạch điêu tạo mà thành cho nên cho đến nay không biết bao nhiêu năm trôi qua nguyệt những kiến trúc này vẫn bảo tồn hoàn hảo dù sao nơi này dãy núi nham thạch có kinh người độ cứng nghĩ đến tuyển cổ nhân loại lúc trước muốn tạo ra nhiều như vậy kiến trúc chỉ sợ cũng hao hết không ít tinh lực trong cốc trừ hồ nước bên bờ còn sinh trưởng lấy không ít thực vật có thấp bé lùng cây cũng có lẽ tán đại thụ chỉ là không nhìn thấy bất kỳ một cái nào sinh mạng thể lộ ra một cổ tĩnh mịch bên trong điều khiển bên trong thu thu nhìn xem đáy cốc bên trong hết thảy trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp cắm rễ tại sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc cũng không có để nàng sinh ra về đến cố hương cái chủng loại kia cảm giác vui sướng có chỉ là bí mật mang theo sợ hãi mờ mịt cảm xúc a à. nghĩ tiếp nhìn xem nàng nói như vậy mà không có người sẽ ngăn cản nàng hỏa thụ ngân hoa lơ lửng tại không trung mà la nhất người đi đường đi vào bên ngoài nhảy đến trên vách đá bằng đá sạn đạo bên trên khoảng cách gần nhìn xem điêu khắc công nghệ tương đối thô ráp kiến trúc một cổ triểu nặng lịch sử khí tức đập vào mặt. La Kháng liếc mắt hai mắt sáng lên kim, Sarin, la mấy người, biết mấy người bọn hắn hứng thú, cũng liền không có đi quấy rầy bọn hắn, trực tiếp dẫn nhau đi hướng đáy cốc, đi theo còn có Biscuit mấy người. Tại lĩnh vực năng lực hiệp trợ dưới, La nhất người đi đường thuận lợi rơi xuống đáy cốc, dẫm tại sốt trên mặt đất. Cẩn thận một chút, tại trong trí nhớ của ta, đáy hồ giống như gửi lại lấy một đám sinh vật nguy hiểm. Mọi người đi tới bên bờ, đi theo mà đến thu thu nhắc nhở một câu. Từng. La gật đầu, chợt nhìn về phía Tôn Ba, nói, trinh sát một chút. Được. Tôn Ba nghe vậy phóng xuất ra niệm vòng, rót vào đáy hồ. Nhưng rất nhanh, Tôn Ba liền như giật điện thu hồi niệm lực, trên mặt hiện ra quỷ dị thần sắc. Làm sao rồi? Đám người thần kinh siết chặt, nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Không có việc gì, có thể là ta quá mẫn cảm. Tôn Ba nhíu nhíu mày, trở về chỗ vừa rồi quá dị cảm thụ, lắc đầu, lại lần nữa phóng xuất ra niệm vòng tản ra hào quang nhỏ yếu niệm vòng lần nữa hướng về đáy hồ thấm đi lần này phản hồi đến tôn ba trên người xúc cảm trở nên càng thêm rõ ràng một nháy mắt tôn ba lại đột nhiên thu hồi niệm vòng hô hấp sau khi vậy mà phun ra từng mụn hàng khí hồ này có vấn đề tôn ba trống rỗng cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương nâng lên hai tay phía trên đột nhiên ngưng kết ra một tầng xương trắng không chỉ có hai tay trên gương mặt cũng là toát ra từng mảnh từng mảnh xương trắng là thấy thế quả quyết sử dụng lĩnh vực che ở tôn ba trên thân đem kia ngưng kết ra sương trắng hàng y tách ra, ném đến phía trên hồ, hóa thành một trận hàng yên, quanh quẩn trên không trung. Lui lại. Hất ra bám vào tôn ba trên người hàng y về sau, la nhãn thần khẽ biến, lên tiếng nhắc nhở đồng thời, lui về phía sau. Những người khác nghe tiếng, theo sát la hướng lui về phía sau. Úng ụt. Như mặt gương bình tĩnh mặt hồ nâng lên một cái nhìn như sền sệt to lớn bọc khí, vặn vẹo ở giữa biến đổi các loại thấy không rõ cụ thể kiểu dáng hình dạng. Ước chừng hơn 10 giây sau, sền sệt bọc khí đình chỉ vặn vẹo, tự hồ là lấy la bọn hắn vì vật tham chiếu, biến thành một người hình dạng, trên thân thể là chậm rãi lưu động chất lỏng, cho người ta một loại sền sệt vé vu. Thủy Nhân. La cảnh giác nhìn xem kia từ sền sệt bọc khí biến thành không rõ chi vật, có thể rõ ràng cảm nhận được một tia địch y. Chương 1344, hợp thể. Đối ngoại lai người xâm nhập sinh ra địch y là rất bình thường hiện tượng. Tại Thủy Nhân trong mắt, la bọn hắn chính là ngoại lai người xâm nhập. Cho nên, dù là Thủy Nhân phát ra địch y tại thủy nhân không có làm ra bước kế tiếp hành động thực tế trước, là sẽ không chủ động ra tay, mà là ra hiệu các đội hữu tận lực kéo dài khoảng cách, gia tăng ứng đối không gian. Thủy nhân trên mặt không có ngũ quan, nhưng la kỹ người cảm giác được đến từ thủy nhân ánh mắt. Hắn kia ẩn chứa địch y ánh mắt từ la kỹ trên thân người từng cái lướt qua, cuối cùng dừng ở thu thu trên thân. Thu thu lơ lửng ở giữa không trung, như có điều suy nghĩ nhìn xem thủy nhân, cố gắng nghĩ lại lấy trong trí nhớ rải rác tin tức. Mặc dù còn không rõ ràng lắm thủy nhân lai lịch cụ thể, nhưng duy nhất có thể để xác định chính là, cái này thủy nhân rất nguy hiểm. Đôi bên đều không có hành động thiếu suy nghĩ, đối mắt nhìn nhau. Thủy nhân nhìn về phía thu thu trong ánh mắt trộn lẫn lấy một tia nghi hoặc, chỉ có điều, như cũ lấy địch y làm chủ đạo. Tại phán đoán của nó tiêu chuẩn bên trong, chỉ cần là kẻ ngoại lai đều là địch nhân, dù là cho nó một loại không hiểu cảm giác thu thu cũng giống như vậy. Thủy nhân cứ như vậy đứng lặng ở trên mặt hồ, ánh mắt nhìn chầm chầm la nhất người đi đường. Trên thực tế, nó tính cảnh giác rất yếu, nếu như không phải tôn ba niệm rót vào đáy hồ, kinh động đến nó, không phải nó còn không biết trong cốc sông tới một đám người xâm nhập. Mà lại, nó không phải chủ động công kích hình, mà là bị động nên kích hình, nếu như địch nhân không bước vào hồ nước phạm vi, vậy nó liền sẽ không chủ động công kích. Làm sao chỉnh? Tôn ba trong mắt chứa hỏi thăm y tứ nhìn xem la. Ta đi lấy nước, các ngươi ngay ở chỗ này đừng nhúc nhích. La kháng lấy thủy nhân trên thân thể chỗ lưu động không chỉ sền sệt trạng nước hồ, không có chút điểm niệm lực, nhưng tản ra khí tức nguy hiểm vừa rồi tôn ta trên thân đột nhiên ngưng kết băng sương tình huống thế nhưng là rõ mồn một trước mắt khó đảm bảo cái này thủy nhân có một ít quỷ dị khó giải thủ đoạn những người khác không có phản bác la đề nghị mục tiêu chỉ có một cái lấy la tính cơ động một người là đủ la hạ quyết tâm liền phải đi hồ nước lấy nước một bước phóng ra lại chợt dừng lại phân phó nói hắc miêu đi đem kim gọi xuống tới nhà hắc miêu lên tiếng hóa thành khói đen bay về phía trên vách đá khu kiến trúc một lát sau hắc miêu chở kim xuống tới kim đợi lát nữa nếu là có tình huống, liền đem ta kéo vào trò chơi không gian bên trong. La Kháng lấy từ Hắc Miêu trên lưng nhảy xuống kim, không có quá nhiều giải thích, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Đây chính là La để kim xuống tới động cơ, tại nguy hiểm còn không rõ ràng tình huống dưới, có kim năng lực làm viện trợ, chẳng khác gì là bên trên nhất lớp bảo hiểm. Được. Kim Hoàng không có biết rõ ràng tình huống, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua đứng lặng ở trên mặt hồ thủy nhân, liền minh bạch La để hắn xuống tới nguyên nhân. Chờ kim vào chỗ về sau, La mở ra tinh lỗ, để niệm lực che ở trên thân. Dây lát. Thân hình đột nhiên biến mất, một giây sau liền xuất hiện tại hồ nước trên không. Không đi. La quay người hướng về không trung đạp một cái, nương theo lấy khí bạo âm thanh, thân thể hướng về thủy nhân sau lưng hồ nước phóng đi, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Mắt thấy La xâm nhập hồ nước khu vực, thủy nhân phát tán ra địch y bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, không gặp nó có bất kỳ động tác, bình tĩnh mặt hồ phản phất bị lập tức đầu nhập rất nhiều ngư lôi, đột nhiên trung ra lớn diện tích màu trắng bọt nước, phóng lên tận trời la tỉnh táo nhìn xem anh kích mà đến bọc nước mặc dù nhìn không ra bất cứ bi hiếp gì nhưng lý do an toàn vẫn là dùng ra lĩnh vực che ở trước người nhưng mà bọc nước cũng không có bị lĩnh vực niệm lực vòng phòng hộ ngăn trở mà là trực tiếp đem niệm lực vòng phòng hộ đông thành băng sương phía sau mắt thường không thể gặp hàng y tại lĩnh vực nội bộ lan tràn ngay sau đó tập hướng la la y thức được nguy hiểm vô ý thức liền phải sử dụng ra màu đen niệm lực nhưng tầm mắt đột nhiên một trận thay đổi lấy lại tinh thần đã thân ở một cái chất đóng lấy các loại to lớn xếp gỗ gian phòng bên trong là Kim kịp thời đem hắn kéo vào trò chơi không gian bên trong. Không có dừng lại lâu, Kim trực tiếp thanh toán 30% tiềm ẩn khí lượng làm phí tổn, cùng La trở về thế giới hiện thực. Vừa rồi, tại La bắt đầu hành động về sau, hắn liền tập trung tinh thần, tùy thời chuẩn bị viện trợ La, khi nhìn đến kia bọc nước đông kết niệm lực, đồng thời xâm nhập La lĩnh vực lúc, lúc này quả quyết đem La lạp nhập trò chơi không gian bên trong. Liền kết quả mà nói, Kim phán đoán rất xuất sắc. Trở lại thế giới hiện thực bên bờ hồ, lúc này, khi đánh tan hướng lên bầu trời vô số bọc nước đứng im tại không trung giống như là bị thời gian đông cứng đồng dạng thủy nhân vẫn đứng lặng tại lúc đầu mặt hồ vị trí bên trên nhưng trên thân phát tán địch y mãnh liệt đến làm người sợ hãi khi nước hồ vậy mà có thế không nhìn lĩnh vực của ngươi kim ánh mắt từ bao trùm lớn diện tích đông kết bọc nước bên trên dịch chuyển khỏi ngược lại nhìn về phía bên cạnh la ừm rất quỷ dị cũng rất nguy hiểm la nhíu nhíu mày lại lúc kia ngưng sương mà đến bọc nước cho hắn rất nguy hiểm cảm giác nếu không phải Kim đem hắn kéo vào trò chơi không gian bên trong, coi như sử dụng màu đen niệm lực, cũng không nhất định có thế bảo vệ tốt. Từ la phóng tới hồ nước, đến nước hồ hóa thành vô số bọc nước phóng lên tận trời, lại đến Kim đem la lạp tiếng trò chơi không gian bên trong sau đó lại ra tới, toàn bộ quá trình cũng liền một hai giây không đến thời gian. Tôn ba bọn hắn kịp phản ứng, nhau nhau đi vào la bên cạnh. Trước có tôn ba bộ mặt cùng hai tay không hiểu kết xương hiện tượng về sau là cái kia có thể xuyên qua lĩnh vực vòng phòng hộ lớn diện tích công kích đủ để nhìn ra hồ nước cùng thủy nhân tính uy hipper mà lại la tại rời đi hồ nước phạm vi về sau kia thủy nhân cũng không có triển khai tiến một bước công kích chỉ là nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn càng có địch y bởi vậy có thể thấy được thủy nhân phạm vi công kích dường như bị giới hạn hồ nước diện tích làm mục tiêu tiến vào hồ nước phạm vi liền sẽ trực tiếp công kích mà rời đi hồ nước phạm vi thì sẽ dừng tay chỉ là kia không nhìn niệm lực phòng ngự thậm chí có thể lấy niệm lực làm cầu nối truyền lại hàng y đặc tính, để lúc đầu rất đơn giản lấy nước nhiệm vụ trở nên 10 phần khó giải quyết. La, có chuyện ta quên nói cho ngươi. Thu thu yếu ớt nhìn xem la. Chuyện gì? Nếu như không có thích hợp vật chứa, từ trong hồ lấy ra nước sẽ trực tiếp biến thành khối băng, mà lại không có dứt bỏ hiệu quả. La văn ngôn, im lặng nhìn xem thu thu. Chuyện trọng yếu như vậy, hiện tại mới nói, hố cha đây đây là. Vậy ngươi biết nơi nào có thích hợp vật chứa sao? Biết, ở đâu chính là ta thu thu dùng chút tiết cánh chỉ chỉ chính mình la vuốt vuốt hơi đau huyệt thái dương mà những người khác dùng một loại ánh mắt chất vấn nhìn xem thu thu ta là hiệp đồng hình binh khí có thế căn cứ người sử dụng nhu cầu đến biến thành các loại binh khí cùng khí cụ thu thu giải thích nói trên lý luận có thể thực hiện nhưng là ngươi nguyện y phối hợp la kháng lấy thu thu hắn nhiều lần thuyết phục thu thu chính là muốn thu thu trở thành hắn hiệp đồng hình binh khí phải biết một khi đôi bên hợp thể trừ phi trong đó một bên cờ hờ, tết đi, không phải chính là cả một đời sự tình. Cho nên, Thu Thu vẫn luôn không có đáp ứng, về sau la cũng không có tiếp tục cưỡng cầu. Thu Thu nghe vậy trầm mặt, bởi vì là cả một đời sự tình, cho nên sao có thể dễ dàng như vậy liền quyết định, nhưng trên bản chất, nàng cũng không chán ghét la. Hiện tại, Thu Thu nhìn thoáng qua trên mặt hồ thủy nhân, cùng trong cốc trên vách đá khu kiến trúc, cuối cùng, ánh mắt một lần nữa trở lại la trên thân. Ta không ghét ngươi. Thu Thu nói như vậy. Nói xong, nàng bay hướng la, duỗi ra cành trúc cánh. duỗi ra hai tay. Hợp thể quá trình rất đơn giản, cũng rất nhanh. Chương 1345, dứt bỏ cùng chó trắng. Trúc tiếp giống như cánh ngã vào la trước mặt, mũi nhọn nổi lên động lên hàng điện giống như niệm lực hỏa hoa, giống như là thiêu đến đỏ bừng bàn ủi, nhưng nhìn qua có một loại dị dạng nhu hòa cảm giác. Mặc dù không rõ ràng thu thu vì sao đột nhiên đồng y hợp thể, nhưng la sao lại bỏ qua cơ hội này, thuận theo duỗi ra hai tay, nhìn xem thu thu đem hai bên lóe ra niệm lực hỏa hoa cánh mũi nhọn riêng phần mình đặt ở trên lòng bàn tay chi chi cánh mũi nhọn chạm đến lòng bàn tay lúc một cổ yếu ớt dòng điện từ lòng bàn tay truyền lại đến toàn thân còn chưa chờ la tinh tế phẩm vị loại xúc cảm này thu thu liền đem cánh thu hồi đi xong việc rồi la sửng sốt một chút từng thu thu nhẹ gật đầu chợt nhắm mắt lại cảm ứng đến cùng la cương vừa thành lập mà thành vi diệu liên hệ đồng thời la cũng cảm ứng được cùng thu thu ở giữa liên hệ loại này tâm hồn liên hệ, liền cùng hắc miêu loại kia hình thức không sai biệt lắm. La cúi đầu, nhìn xem hơi nóng lòng bàn tay, phía trên thêm ra một cái tiểu xảo đồ án, giống như là một cái lục sắc thập tự giá, có điều, biên giới tương đối khéo đưa đẩy, càng giống là bốn đóa lá cây chắc vá ra một cái thập tự hình. La, đưa ngươi nhu cầu rót vào sức tưởng tượng bên trong, mà ta, liền sẽ thuận theo ý chí của ngươi, biến thành ngươi cần thiết cầu chi vật. Hợp thể về sau, song phương linh hồn chẳng khác gì là khóa lại lại với nhau, tự nhiên sẽ thêm ra thiên nhiên cảm giác thân thiết. Nguyên bản, Thu Thu cũng không chán ghét La, nhưng cũng chưa nói tới nhiều thích, hiện tại hoàn thành hợp thể, giữa linh hồn ràng buộc cũng liền hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Nói cách khác, từ giờ trở đi, La là Thu Thu trọng yếu người sử dụng, mà Thu Thu là La trọng yếu hiệp đồng hình binh khí, từ nay về sau, cả hai dù không đến mức lập tức trở nên thân mật vô gian, nhưng cũng sẽ là loại kia đồng sinh cộng tử quan hệ. La lúc này cũng không có dư thừa công phu đi cảm thán hạnh phúc đến mức như thế nhanh chóng, đưa tay phải ra, nâng lên Thu Thu thân thể đem tồn tại ở trong đầu nhu cầu giao phó hình thể. Chung quanh, Kim một đoàn người kinh dị nhìn xem La Hòa Thu Thu hai cái hòa làm một thể niệm lực chấn động, ngay sau đó, liền nhìn thấy Thu Thu trên thân vang dội ra bạch quang, đem thân thể triệt để bao trùm. Sau một lát, bị bạch quang bao trùm viên cầu thân thể hỗn hợp thành một cái hình sợi dài, sau đó, bạch quang tán đi, một thanh thuần trắng như tuyết trường đao xuất hiện tại La trong tay. Đám người thấy thế, không khỏi sửng sờ. Đã nói xong lấy nước vật chứa đâu. Thu Thu cũng sửng sốt một chút, làm sao liền biến thành đao rồi. Có y tứ, ha ha ha. La Kháng lấy vừa biến ra trường đao, hai mắt tỏa ánh sáng, y niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, biến thành trường đao thu thu lại lần nữa bị một trận bạch quang nơi bao bọc, chợt biến thành một mặt xoáy khí tấm thuẫn. Ngừng ngừng ngừng. Thu thu kịp phản ứng, hơi tức giận thanh âm lập tức từ tấm thuẫn bên trong truyền tới. La, ngươi dạng này không có chút nào tiết chế tiêu xài sức tưởng tượng, không chỉ có sẽ đối ta tạo thành gánh vác, cũng có khả năng sẽ để cho trí tưởng tượng của ngươi bùng nổ, hoặc là khô kiệt, nàng dùng một loại nghiêm túc ngữ khí cảnh cáo la nhất viên cái sau gật đầu biểu thị biết đồng thời kềm chế đem tấm thuẫn biến thành trường thương xúc động quá lợi hại hiệp đồng hình binh khí la tại trong lòng sợ hãi thán phục chỉ cần sức tưởng tượng đầy đủ ngưng thực nhu cầu cảm giác đủ mãnh liệt liền có thể tại hiệp đồng hình binh khí chiếu lên so sáng ra người sử dụng ý chí muốn nói khuyết điểm chính là không thể thích làm gì thì làm thay đổi có điều cái này cũng đầy đủ thật có lỗi thật có lỗi cảm thụ được đến từ các đội hữu bất đắc dĩ ánh mắt La gãi gãi gương mặt, có chút xấu hổ cười cười, chợt làm lên chính sự. Có thể thịnh lên nước hồ vật chứa. Đem cái nhu cầu này rót vào sức tưởng tượng bên trong. Thu thu thân thể lại một lần bị bạch quan bao trùng, sau đó tiếp tục thu nhỏ, biến thành một thanh hồ lô bầu. Kim, kiểm hộ ta. La tay cầm hồ lô màu trắng bầu, cũng không lãng phí thời gian, vứt xuống một câu về sau, chính là phóng tới hồ nước. Kim thì là phóng xuất ra niệm lực che ở trên thân, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng những cái kia phản phất bị đông cứng bọc nước vẫn dừng ở hồ nước trên không, mặc dù ảnh hưởng không đến lấy nước, nhưng phải cẩn thận bọc nước đột nhiên rơi xuống. Nước hồ có thể xuyên thấu lĩnh vực, cho nên không cần thiết bắt phòng ngự, chỉ cần đem tất cả niệm lực dùng tại tránh né bên trên là được. Trước đó không biết nước hồ có thế không nhìn niệm lực phòng ngự, hiện tại biết, la chiến thuật tự nhiên sẽ tiến hành điều chỉnh. Nhìn xem la lại bước vào hồ nước khu vực, thủy nhân im hơi lặng tiếng ở giữa thao túng nước hồ, lại lần nữa hướng phía la oanh tạc ra từng đợt diện tích che phủ tích cực trọng bọc nước chỉ cần trong đó một bọc nước đụng phải la, trận chiến đấu này liền sẽ trong nháy mắt kết thúc. Chỉ có điều la sớm có đối sách, cũng được chứng kiến bọc nước chỗ kinh khủng, bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ cực nhanh, vòng qua bọc nước trận thế, thuận thế dùng hồ lô bầu múc ra một muôi nước hồ, sau đó nhanh chóng rời khỏi hồ nước khu vực. Nhấc lên bọc nước vô hụt, mà thủy nhân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem la lần nữa thoát ly hồ nước phạm vi. Nếu như không có kim sử dụng năng lực là la cung cấp một viên phục sinh tệ, tại lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, chỉ sợ cũng đã hy sinh thân mình lấy ra nước hồ la trở lại bên bờ, lý do an toàn, trực tiếp dẫn đám người thối lui đến vách đá dưới đáy, lúc này mới quan sát hồ lô bầu bên trong nước hồ. Rất trong veo, cũng không giống thủy nhân trên người sền sệt, tự như là phổ thông sạch sẽ nước, cũng chỉ là nhiều một hơi khí lạnh. Đám người súng lại tới, quan sát đến hồ lô bầu bên trong nước hồ, nhìn qua mặc dù phổ thông, nhưng bọn hắn biết hồ nước này lại quá dị lại nguy hiểm. La suy nghĩ khẽ động, hơi khuynh đảo hồ lô bầu, đổ ra một điểm nước hồ. Nước hồ rời đi hồ lô bầu, ở giữa không trung biến thành tảng ra băng lãnh hàng y lăng đâm, đâm thẳng trên đồng cỏ, mà hàng y tiếp tục khuếch trương, rất nhanh liền ở chung quanh ngưng kết ra một mảng lớn băng sương. Đúng như là Thu Thu nói tới. Thu Thu, nên làm như thế nào khả năng dứt bỏ rơi nâu trên người phản vệ chi vật? Để phản vệ chi vật ngâm tại trong hồ nước liền có thể. Thu Thu vốn định giải thích thêm vài câu, ví dụ như nhân loại nếu là đi vào trong hồ, trong thời gian ngắn sẽ bị tước đoạt rơi rất nhiều thứ, nhưng dùng nàng biến thành vật chứa thịnh lên nước hồ liền sẽ không có loại này mặt trái hiệu quả, có điều, nàng cảm thấy không cần thiết, cũng liền không giải thích. Nào. Nghe được thu thu, la kháng hướng nào, cái sau nhẹ gật đầu, hướng phía hồ lô bầu duỗi ra mọc đầy vũ trục tay phải. Hắn hiện tại, không chỉ có trên mu bàn tay phải mọc đầy vũ trục, liền tay trái cũng thế. Nào đem tay phải chậm rãi để vào hồ lô bầu bên trong trong veo nước hồ, trong nháy mắt, lạnh lẽo thấu xương phụ thuộc tới, chợt lan tràn hướng thân thể những bộ vị khác. Cùng lúc đó, trên mu bàn tay từng cây vũ trục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rời đi, sau đó thấm vào trong hồ nước. Mọi người thấy cái hiện tượng này, lập tức thở dài một hơi. Xong rồi. Nước hồ dứt bỏ rơi nao bởi vì sức tưởng tượng mất khống chế sở trưởng ra tới phản vệ chi vật, nhưng cũng dứt bỏ đi nao tìm ẩn khí lượng cùng khỏe mạnh. Đến lúc cuối cùng một cây vũ trục từ trên mu bàn tay dứt bỏ đi ra thời điểm, nao bệnh, mà lại là sốt cao, nhưng có sang đi ca tại, không coi là chuyện lớn. Cuối cùng là giải quyết hết cái này phiền lòng sự tình, la cả người cũng nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng thoải mái nhất, thuộc về nao. Nên ta đi. Nhìn xem nao đem trên thân tất cả phản vệ chi vật dứt bỏ rơi, hắc miêu không kịp chờ đợi xuất hiện. Đi theo mà đến cô có chút cúi đầu, che giấu ánh mắt mong chờ. Hồ nước này không thể dùng, phải ngã về hồ nước, sau đó lại lấy mới nước hồ. Thu thu kịp thời nhắc nhở. La kháng mắt hắc miêu, không nói gì, lại trở về hồ nước múc ra một bầu nước hồ. Đối với cái này, thủy nhân tức giận không thôi, lại không làm gì được la tới đi la đem hồ lô bầu đổi sang tay trái chợt đối hắc miêu giơ tay phải lên hắc miêu hiểu y biến thành khói đen chui về la trên mu bàn tay biến thành hỏa diễm vân trang trí sau đó la đem mu bàn tay thấm vào trong hồ nước thấu xương hàng y phụ thuộc đi lên mà hỏa diễm vân trang trí lặng yên không một tiếng động từ trên mu bàn tay tách trời phiêu đảng ở trong nước cùng lúc đó thượng đế chi thủ sách vỡ trống rỗng hiển hiện nằm ngang ở la trước mặt một trận bạch quan từ phong bì bên trên thẩm thấu ra chậm rãi biến thành bạch cẩu dáng vẻ. Chương 1346, mèo chó đại chiến. Bởi vì năng lực chế ước quan hệ, bạch cẩu cùng Hắc Miêu không thể đồng thời ra tới. Chính là, có hắn không có ta. Mà bây giờ, bạch cẩu từ trong sách ra tới, cũng dụ bày ra lấy Hắc Miêu thành công từ la năng lực hệ thống bên trong đi ra ngoài. Bạch cẩu tại niệm lực trong bạch quan chậm rãi hiện ra thân thể, khi mở mắt ra, một mặt mờ mịt. Rõ ràng còn cảm giác được Hắc Miêu khí tức, mà lại trong sách bạch số trang lượng còn không có đạt tới tiêu chuẩn mình làm sao lại đột nhiên bị gạt ra sách vở. Xảy ra chuyện gì? Bạch cẩu mờ mịt nhìn về phía gần trong gan tất la. Trước một bước đáp lại hắn, lại là từ trong hồ nước sông tới hắc miêu. Ừm. Nhìn xem hắc miêu từ một thanh hồ lô bầu bên trong xuất hiện, bạch cẩu lập tức sửng sốt. Làm một chuyện không thể nào ở trước mắt phát sinh, suy nghĩ khó tránh khỏi sẽ sinh ra quay người. Bạch cẩu hiện tại chính là như vậy, sững sờ nhìn xem hắc miêu, đình chỉ suy nghĩ. Vạn hạnh vạn hạnh hắc miêu lại là không có chú ý tới bạch cẩu trung trung người bên trên thấu xương hàng y trong giọng nói tràn đầy hưng phấn hắn hiện tại đã không còn là la niệm thú mà là độc lập cá thể cũng thu hoạch được hắn muốn chân chính tự do bình thường đến nói bị nước hồ rửa sạch xuống tới đồ vật lại biến thành nước hồ một bộ phận giống hắc miêu dạng này trường hợp đặc biệt vẫn là rất hiếm thấy ví dụ như cầm say la đến nói nếu là nàng dùng nước hồ dứt bỏ hạ niệm thú tiểu ái như vậy tiểu ái cũng sẽ không trở thành độc lập cá thể mà là sẽ bị nước hồ chậm rãi tiêu hóa hết. đương nhiên, cái này cũng cùng niệm thú rời đi chủ nhân niệm lực liền sẽ tiêu tán nguyên ly có quan hệ. mà Hắc Miêu có được chính mình niệm lực trữ tiền bình cũng liền tránh đi cái này nguy hiểm. là tỉnh táo đánh giá hưng phấn không thôi Hắc Miêu đã không cảm giác được cùng Hắc Miêu ở giữa liên hệ, thay vào đó chính là Bạch Cẩu. xem ra Hắc Miêu hoàn toàn chính xác bị phân chia ra đi. hồ nước này là kháng mắt trên mặt hồ thủy nhân thủ đoạn khẽ động đem hồ lô bầu bên trong nước hồ quang về phía hồ nước nước hồ rời đi thu thu biến thành hồ lô bầu trực tiếp biến thành không quy tắc hình dạng khối băng sau đó bay vào trong hồ nước thủy nhân một mực đang đứng ngoài quan sát nhìn thấy lấy la làm chủ nhân loại đang lợi dụng nước hồ phẫn nộ sau khi lại trở ngại cắm rễ tại sâu trong linh hồn quy tắc không thể vượt qua phạm vi chức trách chỉ có thể trơ mắt nhìn xem la tại muốn làm gì thì làm mà la bọn hắn biết rõ ràng thủy nhân hành động quy luật về sau cũng liền không có đi phản ứng thủy nhân dù sao chỉ cần không bước vào hồ nước khu vực liền sẽ không gặp nguy hiểm Hắc Miêu cầm tới hắn muốn tự do thân, tâm tình hưng phấn gần như không chỗ sắp đặt, có điều, hắn mặc dù rất muốn đem cảm xúc phóng xuất ra, nhưng vẫn là khắc chế. Nguyên nhân có mấy cái, mà trong đó một cái là hắn hậu tri hậu giác nhìn thấy từ sách vỡ bên trong ra tới bạch cẩu. Chật chật, ta còn muốn lấy là nơi nào vọt tới mùi thối, hóa ra là ngươi đầu này thối chó, khó trách khó trách. Hắc Miêu lấy mèo nhà hình thái rơi trên mặt đất, dạo bước đi hướng cách đó không xa cô, khóe mắt liếc qua tâm ghét liếc qua bạch cẩu. Cho dù là thoát ly la niệm năng lực hệ thống, Loại kia nhằm vào Bạch Cẩu chán ghét cảm giác như cũ tồn tại. Tới đối đầu, Bạch Cẩu lấy lại tinh thần, cũng là dùng ánh mắt chán ghét đánh giá Hắc Miêu. Mặc dù hai người bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng mèo chó không cùng danh từ phi thường thích hợp với bọn chúng, lẫn nhau đều hy vọng đối phương mau từ trên thế giới này biến mất, bởi vậy khả năng trở thành la duy nhất niệm thú. Có điều, la hiện tại dùng nước hồ dứt bỏ rơi Hắc Miêu, để Hắc Miêu biến thành đặc biệt cá thể, mà ba ngày cùng đêm tối không cách nào cùng tồn tại chế ước quan hệ cũng liền không còn tồn tại nhưng dù cho như thế, đâm sâu vào tại Hắc Miêu cùng Bạch Cẩu sâu trong linh hồn bên trong cái chủng loại kia đối địch cảm giác cùng chán ghét cảm giác lại sẽ không vì vậy mà biến mất như trắng cùng đen thiện và ác là một loại tư sáng đối lập quan hệ đối mặt Hắc Miêu môi cơ Bạch Cẩu cũng không có đáp lại bởi vì hắn bây giờ còn chưa làm rõ ràng là tình huống như thế nào La kháng ra Bạch Cẩu nghi hoặc mờ mịt giải thích nói Hắc Miêu hiện tại đã không phải là ta niệm thú cho nên ngươi khả năng từ sách vỡ bên trong ra tới a à. nhưng Hắc Miêu còn tại a à bạch cẩu trên mặt lộ ra nhân tính hóa chấn kinh. Ta dùng thủ đoạn đặc biệt, đem hắn từ ta năng lực hệ thống bên trong tách ra đi. Cái này cũng được. Bạch cẩu kinh ngạc đến ngay người. Kết quả liền bày ở trước mắt ngươi, làm sao, ngươi muốn thử xem. Không, tuyệt đối không. Bạch cẩu biết rõ ràng tình huống, ngửa đầu đối hắc miêu phun ra một hơi bọt, chợt phi nước đại đến la bên người, cọ lên la đùi. Hắn muốn biểu đạt ra đến y tứ dường như rất rõ ràng, đó chính là tranh thủ thời gian ôm đùi cái này biểu hiện y vị mười phần cử động lại có như vậy một chút xíu châm chọc hắc miêu y tứ hắc miêu đi vào lẩm bẩm bên cạnh lạnh lùng nhìn xem không đứng ở nũng niệu bạch cẩu vốn định lối ra phun bạch cẩu xấu hổ vô cùng nhưng nghĩ đến hiện tại đã là tự do thân cũng liền nhìn xuống không đáng cùng một cái ngốc chó so đo hắn ở trong lòng lẩm bẩm nhưng là nhìn xem bạch cẩu kia không chút kiên kỵ cỏ chân cử động hắc miêu liền đầy bụng khó chịu hận không thể đem bạch cẩu đè xuống đất cuồng đánh chỉ có điều hắn nhìn chiều nay khác biệt dĩ vãng, còn có ngày mai tốt đẹp đang đợi mình, không cần đến đi để y sẽ bạch cẩu, đúng, không cần để y tới. Nghĩ tới đây, Hắc Miêu quay đầu liếm liếm lẩm bẩm gương mặt, cái sau tuyệt không kháng cự, thậm chí có nên hợp dấu hiệu, treo đến Hắc Miêu tâm hoa nổ phóng. La, ta sẽ không để cho thất vọng của ngươi, về sau nhất định biểu hiện tốt một chút, đầu kia mèo cờ hờ, Tết có thể làm đến sự tình, ta cũng có thể làm đến, đầu kia mèo cờ hờ, Tết làm không được sự tình, ta càng có thể làm đến. Bạch cậu ôm lấy la đùi, quay đầu dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn xem Hắc Miêu, liền kém hướng Hắc Miêu trên mặt dán lên một tấm không biết tốt xấu nhãn hiệu. Hắc Miêu thấy thế, trên thân lông tóc bỗng nhiên nổi lên, trên trán nổi lên mấy cái ngã tư đường. Ngươi cái ngốc chó thối chó chó ngốc, nhìn lão tử xé ngươi. Ha ha, muốn cơ hờ, tết liền phóng ngựa tới. Bạch Cẩu không chút nào yếu thế phản kích. Hắc Miêu nhịn không được, thân thể nháy mắt bành trướng biến lớn, biến thành một con to lớn báo đen, mà Bạch Cẩu bên này nhận Hắc Miêu địch y kích động, cũng là thúc đẩy niệm lực khiến cho thân thể biến lớn, đúng là biến thành một con thể tích không kém hơn hắc miêu sương xanh nhạt sói chỉ là hắc miêu dùng chính là mình niệm lực mà bạch cẩu dùng chính là la niệm lực dẫn đầu động thủ là hắc miêu nhào về phía bạch cẩu mà bạch cẩu suy xét đến la ngay tại bên cạnh không có đón lấy nhào tới hắc miêu mà là sử dụng tướng vị chuyển di kỹ năng đem mình cùng hắc miêu chuyển dời đến xa xa đất trống sau đó hai người đập cùng một chỗ đánh thật hay không kịch liệt nơi xa kim im lặng lắc đầu hỏi không đi ngăn cản để bọn hắn đi náo đi La cũng lười can thiệp chuyện này, để thu thu biến hồi nguyên dạng, lập tức nhìn về phía cô. Hắc Miêu được thành công dứt bỏ ra tới, nghĩ đến cao hứng nhất chính là cô, bởi vì Hắc Miêu là nàng bộ tộc này phục hưng hy vọng. Phát giác được La nhìn sang ánh mắt, cô nhẹ giọng hỏi, La, ngươi thật nguyện y để Hắc Miêu tự mình làm chủ. Ta không phải đã thả hắn tự do sao? Nhưng ngươi chỉ cần một câu, liền có thể để Hắc Miêu thuận theo. A, à, La khóe miệng kéo nhẹ, lắc đầu nói, Hắc Miêu tên kia vẫn luôn là cái đau đầu, hiện tại không có chế ước, đã không cần đến nghe lời của ta, khẳng định mừng rỡ tìm không thấy Nam Bắc, nói thế nào thuận theo. Cô nghe vậy không khỏi trầm mặt, nghĩ thầm ngươi làm hắc miêu chủ nhân, một ít địa phương thật sự là rất không xứng chức A. Nàng không biết hắc miêu trước kia là như thế nào, nhưng nàng rất rõ ràng hắc miêu là thật tâm phục Tùng La. La cũng không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này, phân phó Buha ôm lấy vừa được chữa trị hoàn tất nào, chuẩn bị đi trên vách đá khu kiến trúc bên trong, cùng Sarin mấy người tụ hợp. Chương 1347, niềm vui ngoài y muốn. Cứ việc có sang Bika trị liệu, nhưng nào khả năng trong thời gian ngắn cũng sẽ không tỉnh lại. Cổ kia có giúp bỏ hiệu quả nước hồ, không chỉ có giúp bỏ rơi nau trên người phản vệ chi vật, cũng giúp bỏ rơi nau khỏe mạnh. Có điều, khỏe mạnh miễn cưỡng có thể định nghĩa thành tái sinh tài nguyên, cho nên coi như bị nước hồ dứt bỏ rơi khỏe mạnh, cuối cùng cũng có thể để cho khỏe mạnh lại trở lại trên thân. Có nhân cao mã đại ha ôm lấy nau, mà la phóng xuất ra lĩnh vực, đem mọi người chậm rãi nâng lên, về phần ngay tại lẫn nhau xé hắc miêu cùng bạch cẩu liền mặc cho hai người bọn họ đi mà đứng ở trên mặt hồ thủy nhân cũng là chỉ có thể mắt thấy la bọn hắn nghênh ngang lại tới đây sau đó lại lớn giao xếp đặt chuẩn bị rời đi không chỉ có như thế còn có hai đầu động vật tại bên bờ ẩu tả loại thời điểm này nó lẽ ra chui vào trong hồ đến cái nhắm mắt làm ngơ nhưng nó dù sao có được xấp xỉ nhân loại cảm xúc không cam tâm cũng không nguyện y về phần la bọn hắn cùng ngay tại đại chiến hắc miêu cùng bạch cẩu từ đầu tới đuôi liền không có thông cảm qua hắn la thác lấy đám người lên không đi vào xa rin bọn hắn chỗ phòng ở. Trong sơn cốc diện tích mặc dù nhiều là hồ nước, nhưng bốn bề trên vách đá xây đầy phòng ở, luận kiến trúc thực tế diện tích, có thể đại xuất hồ nước bốn lần trở lên. Phòng ở là dùng nham thạch sinh sôi đục ra đến, phong cách thô kệch, không có bất luận cái gì thưởng thức giá trị, nhưng là trải qua năm tháng dài dằn dặt lắng động, tăng thêm mỗi một góc đều bao trùm lấy một tầng thật dày cho bụi, sinh ra một loại nặng nề cảm giác. Bình thường giống như thế lớn cổ đại nhân loại di chỉ, kiểu gì cũng sẽ lưu lại không ít vật phẩm, nếu là viễn cổ nhân loại thời đại bên trong có lưu thông tiền tệ, có thể còn ở nơi này tìm tới không ít bảo bối. Chỉ có điều, là đi vào sơn cốc về sau, Bạch Yên tự thể cũng không có cho ra bất kỳ phản ứng nào, cơ bản nói rõ khu kiến trúc bên trong cũng không có cái gì đáng giá đi lục soát đồ tốt. Đương nhiên, cũng có thể là khoảng cách xa xôi, cho nên Bạch Yên tự thể mới không có phản ứng. La thao túng lĩnh vực, để đám người từng bước rơi vào sạn đạo bên trên. Phát giác được la bọn hắn trở về, đã ở trong phòng đợi một đoạn thời gian Sarin, la. Runa mấy cái đi ra, trong tay riêng phần mình cầm một chút nhìn không ra là cái gì tiểu xảo vật phẩm. Các ngươi nhìn, phía trên che khí. Sarin cầm trong tay sự vật đi lên vừa nhất, hẳn là một bức tượng phẩm, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, phía trên có hơn 10 lớn nhỏ khác biệt hố cạn. Sở dĩ nói là điêu khắc phẩm, là bởi vì vật kia mặt ngoài hố cạn diện tích cơ bản nhất trí, lớn đối lớn, nhỏ đối nhỏ, có rõ ràng người vì vết tích, khả năng không lớn là thiên nhiên hình thành. Trọng yếu nhất chính là, phía trên vang dội lấy niệm lực, rất yếu ớt. Cho dù là tại trên ánh mắt sử dụng ngưng, cũng chỉ có thể từ vật bên trên nhìn thấy từng sợi làn khói niệm lực, phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ phiêu tán tan biến. Các nàng trên tay vật có 7 cái, mỗi một vật đều quấn quanh lấy cực kỳ yếu ớt niệm lực, có thể là các nàng dùng ngưng càng quét gian phòng bên trong bài trí, cho nên từ đó lấy ra quấn quanh niệm lực vật phẩm. Đọc không hiểu viễn cổ ngôn ngữ của nhân loại, cũng chưa quen thuộc viễn cổ nhân loại văn hóa, như vậy, niệm lực chính là nhằm vào lưu giữ lại vật phẩm một loại phán đoán phương pháp. Cho ta xem một chút la vương tay, lông mày chợt vẫy một cái. Nơi tay còn không có đụng phải Sarin trong tay vật thời điểm, Bạch Yên tự thể có phản ứng. Nghĩ đến, hẳn là niệm lực quá yếu duyên cớ, cho nên chỉ có tại khoảng cách gần như vậy dưới, Bạch Yên tự thể mới có thể cảm ứng được vật bên trên niệm lực. La tiếp nhận kia mặt ngoài tràn đầy hố cạn tiểu xảo vật, dù là niệm lực ít càng thêm ít, Bạch Yên tự thể vẫn là cho ra phải chăng hấp thu tuyển hạng. Hấp thu. Suy nghĩ khẽ động, La đồng y hấp thu vật bên trên chút ít niệm lập tức bị la hút vào lòng bàn tay, mà nguyên bản đã nhanh muốn rớt phá 20% thanh năng lượng dân cao một chút xíu, có thể nói là vô cùng ít ỏi, đến mức la thậm chí không có chú ý cụ thể là trướng bao nhiêu. Những người khác nhìn thấy vật bên trên yếu ớt niệm lực biến mất, vô ý thức liền đoán ra là la sử dụng trừ niệm thủ đoạn, đem vật bên trên niệm lực tiêu trừ sạch. Đem một cái khác cho ta nhìn một chút. La đem hút xong độc vật còn cho Sarin, sau đó hướng về Bruna vương tay. Bruna xúc tu nhiều, cho nên nàng cầm mấy kiện. Nhìn thấy La muốn, Runa nhu thuận đem bên trong một cái vật đưa tới. La tiếp nhận vật, lần này, hắn có trước liếc qua thanh năng lượng cụ thể trị số, sau đó hấp thu hết vật bên trên vi lượng niệm lực. Chỉ trướng. Không, không tám ớt niệm lực trị số, ít đến thương cảm, nhưng là niềm vui ngoài y muốn. La, ngươi làm gì? Nhìn thấy La lại diệt trừ một kiện vật phẩm niệm, Sarin mở to con mắt, biểu thị không thể nào hiểu được. Những vật này bên trên khí cũng không phải oán niệm mà là cùng loại loại kia nghệ thuật gia trong lúc vô tình để lại xuống tới niệm, căn bản không có lý do cứ trừ rơi, còn nữa, vật phẩm thiếu niệm, giá trị sẽ giảm bớt đi nhiều. Những cái này khí đối ta có trợ giúp, còn gì nữa không? La nhìn lướt qua Sarin các nàng trên tay chỗ cầm vật, chợt nhìn về phía rộng mở kiến trúc cửa phòng. Mỗi một kiện vật phẩm bên trên niệm đều có thể cung cấp có chút ít còn hơn không niệm lực, cho nên La hy vọng có thể dùng số lượng dựng lên nhu cầu của mình. Dưới mắt, nếu như có tăng lên màu đen niệm lực đường tắt, kia La tuyệt sẽ không bỏ lỡ, cho dù là tiêu tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực cũng không đáng kể, vì làm tốt leo lên thế giới thụ chuẩn bị, màu đen niệm lực là ác không thể thiếu ác chủ bài một trong. Cùng loại vật có rất nhiều, nhưng không phải mỗi một kiện đều có niệm, mà lại, chúng ta chỉ lục soát ba tòa nhà phòng ở giống nơi đó, cùng nơi này, cũng còn không tiến vào nhìn qua. Sarin chỉ chỉ cách đó không xa phòng ở. Nàng không rõ ràng La Diệt trừ sạch sẽ niệm sẽ có được chỗ tốt gì, nhưng đã La Đô nói như vậy, vậy khẳng định là có ý nghĩa. Theo Sarin chỉ phương hướng La Kháng hướng chung quanh trên vách đá khu kiến trúc, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, chân thành nói, có chuyện phải làm phiền các ngươi một chút. Sau đó, đám người đem nau thu xếp tốt, lưu lại biết quyết niệm thú cúc kỳ tiểu thư cùng Bruna ở một bên chăm sóc, mà những người khác tản ra lục soát phòng ở, giúp La tìm ra cuốn quanh lấy niệm lực vật phẩm. Bởi vì những vật phẩm kia phía trên niệm lực rất yếu, cho nên Bạch Yên tự thể cũng không thể để La rất mau tìm đến dấu ở phòng ở các nơi vật, nhưng không sao, có các đội hữu trợ giúp, hiệu suất khẳng định không thấp. Đáy cốc, Hắc Miêu cùng Bạch Cẩu đã đại chiến 300 hiệp, tạm thời không có kết quả. Bạch Cẩu niệm lực nguồn gốc từ la, phần cứng ưu thế khẳng định trội hơn vừa bị phân chia ra đến Hắc Miêu, nhưng Hắc Miêu có được so Bạch Cẩu càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cho nên mới có thể ngăn cản Bạch Cẩu công kích. Hai tên gia hỏa dây dưa không rõ, giống như là muốn đem cây kia thực tại sâu trong linh hồn đối lập địch y triệt để bay hơi ra tới. La bản muốn để bọn hắn cũng tới hỗ trợ, nhưng nhìn thấy bọn hắn thân nhau, cũng liền coi như thôi, ngược lại để thân ở hỏa thụ ngân hoa nội bộ thủ vệ nhất tộc ra tới hỗ trợ nhìn thoáng qua chung quanh trên vách đá khu kiến trúc, là chỉ hy vọng cuốn phụ độc vật phẩm có thể nhiều một chút, yêu cầu không lớn, để thanh năng lượng đột phá 50% là được. Chương 1348, Lan Tràn Động viên đoàn người hỗ trợ, là cũng không có nhàn rỗi, lui tới tại sạn đạo ở giữa, qua lại rất nhiều trong phòng. Tại lục soát một ngôi nhà thời điểm, thu thu thần sắc khác thường, đưa ra muốn ở chỗ này đợi một hồi. Là không có miễn cưỡng, để nàng một thân một mình đợi, sau đó đi lục soát tiếp theo tòa nhà phòng ở. Mỗi một nhà nhà cấu tạo phong cách cơ bản đều thiên hướng về chật hẹp, vô luận là không gian vẫn là đồ nội thất, bài trí, đều cho người ta một loại chật hẹp căn nhà nhỏ bé cảm giác. Có thể là bởi vì huyền không tự hoàn cảnh, cũng có thể là nguồn gốc từ viễn cổ nhân loại văn hóa, muốn truy đến cùng xuống dưới, không thể nghi ngờ là một kiện khổng lồ công trình. Nơi này không phải lục đại lục, cũng không có đại quy mô nghề nghiệp khảo cổ đoàn đội, lãng phí thời gian ở phía trên là không có ý nghĩa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cuối cùng nhân loại cả đời tuổi thọ, cũng tuyệt đối không thấy đem toàn bộ lục địa tối hiểu rõ. Có lẽ có đi khắp toàn bộ lục địa tối khả năng, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng lưu lại từng chuỗi dấu chân thôi. La đi vào một ngôi nhà bên trong, mặt đất cùng da cụ bên trên chất đống một tầng thật dày bụi đất. Lĩnh vực Niệm vòng thấu thể mà ra, bao trùm chật hẹp gian phòng, đem bụi đất quét đến nơi hẻo lánh chỗ, một hạt bụi cũng không có để lại. Đây là một tòa một mình ở lại phòng ở, đồ nội thất không nhiều, nhưng đầy đủ mọi thứ. Tận cùng bên trong nhất góc tường dưới, đục ra một tấm kết nối lấy vách đá bàn đá, phía trên bụi đất bị la dùng lĩnh vực quét sạch sẽ, đưa ra các loại có lưu nhân công dấu vết tiểu vật kiện. Lục soát bắt đầu sau nửa giờ, la đã hấp thu không dưới 20 kiện niệm lực vật phẩm, đối với những cái này viễn cổ nhân loại còn sót lại vật, cũng có trình độ nhất định hiểu rõ. Những cái này vật, sử dụng vật liệu chính là bên trong dãy núi này tảng đá, độ cứng kinh người, nhưng nội bộ kết có nhỏ đám nhỏ đám tinh hoa, còn rất để người kinh diễm. Có điều, viễn cổ nhân loại rèn luyện hoặc điêu khắc những đá này lúc, dường như không có để tinh hoa hiển lộ ra suy nghĩ có thể nhìn ra được bọn hắn không có chuyên môn theo đuổi tinh hoa vẻ đẹp mà là đem tự thân y nghĩ đơn thuần rót vào điêu khắc quá trình bên trong nếu là một lần tình cờ cọ sát ra một mảnh tinh hoa cũng sẽ hợp ly lợi dụng thủ nghệ của bọn hắn mặc dù thô ráp lại có một loại thích làm gì thì làm vết tích ở bên trong la đi vào trước bàn cầm lấy trong đó một kiện quấn quanh lấy vi lượng niệm lực vật suy nghĩ khẽ nhúc nhích ở giữa liền đem niệm lực hấp thu hết sau đó buông xuống cầm lấy một kiện khác tại tiếp xúc những cái này điêu khắc vật quá trình bên trong, để la rất không thể ly giải, là từng ở đây viễn cổ nhân loại tại sao phải điêu khắc những cái này tiểu vật kiện. Bình thường đến nói, điêu khắc vật thường thường ẩn chứa một chút sáng tạo vật ly niệm, mà vấn đề vừa vặn ngay ở chỗ này. Bởi vì, viễn cổ nhân loại có thế bằng sức tưởng tượng sáng tạo ra bất luận cái gì có khả năng tưởng tượng đến đồ vật, lại có lý do gì muốn lãng phí tinh lực tại tốn thời gian lại không lấy lòng điêu khắc lên mà lại tuyển dụng vật liệu vẫn là như vậy tảng đá cứng rắn. Mặt khác, từ ký ức niệm cầu cung cấp hình tượng đến xem, viễn cổ nhân loại lựa chọn định cư địa phương, bình thường đều có hồ nước, liền cùng đáy cốc mảnh này hồ nước đồng dạng. La cũng không nguyện y lãng phí thời gian đi suy nghĩ những cái này, đem trong phòng tất cả mang theo độc vật hấp thu không còn, sau đó tiến về tiếp theo tòa nhà phòng ở. Dưới mắt, lấy bổ sung màu đen niệm lực số lượng là chủ. Có lẽ, tại leo lên thế giới thụ trước đó, nơi này là một cái duy nhất có thể bổ sung màu đen niệm lực địa phương, cho nên La sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào mang theo độc vật phẩm, dù là mỗi một cái vật phẩm bên trên niệm lực đều cực kỳ bé nhỏ màn đêm buông xuống ánh trăng trong ngần xuyên qua sơn cốc rơi vào như mặt gương trên mặt hồ phản chiếu ra mảng lớn ánh trăng cũng chiếu sáng toàn cái sơn cốc cùng ban ngày lúc độ sáng so sánh không kém cỏi chút nào bạch cẩu cùng hắc miêu cuối cùng không có quyết ra cái ngươi cờ hờ tết ta sống đương nhiên phương diện này là hắc miêu tương đối ăn thiệt thòi cho nên gà tặc như hắn làm sao ăn thua đủ phát tiết phải không sai biệt lắm tìm cái lý do chuồn mất đang chạy đi lên cùng la bọn hắn tụ hợp trước còn hung dữ bỏ xuống vài câu ngoan thoại nhìn hắc miêu như vậy nhảy bạch cẩu chế giễu lại lạnh lùng trào phúng chạy trối cơ hờ tết hắc miêu vài câu đối với cái này hắc miêu chỉ coi bạch cẩu tại đánh trắm một mèo một chó thuận trên vách đá sạn đạo hướng lên rất nhanh liền tìm được ngay tại khu kiến trúc bên trong riêng phần mình hoạt động đám người bọn hắn ở phía dưới thân nhau không rõ ràng la bọn hắn đang làm cái gì la kháng đến hắc miêu cùng bạch cẩu xong việc cũng liền để bọn hắn gia nhập đội lục soát có nhiều người như vậy hỗ trợ la thanh năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng trưởng. Ngày thứ hai, tiếp tục tìm. Ngày thứ ba, tiếp tục tìm. Ngày thứ tư cũng là như thế, toàn vẹn chính là toàn diện lục soát, muốn đem nơi này lật cái úp sấp. Trong mấy ngày này, la tại cửu đầu điểu trên thân tiêu xài rơi 5% niệm lực đã nhanh tăng lại đến, mà trong cốc khu kiến trúc còn có ước chừng 60% diện tích không có lục soát, lấy tiến độ này đến xem, cơ bản trướng không đến 50%. Có điều, cho dù là tồn đến 40%, là cũng sẽ rất thỏa mãn mà lại, trong hồ thủy nhân số lượng biến nhiều, ngay từ đầu, La còn tưởng rằng thủy nhân chỉ có một cái, làm càng ngày càng nhiều thủy nhân đứng trên mặt hồ bên trên lúc, hắn mới biết được thủy nhân cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà là phân ra rất nhiều cá thể. Thủy nhân số lượng tăng nhiều, để La tâm sinh cảnh giác, lại một lần nữa đi xác nhận thủy nhân không cách nào vi phạm vấn đề, cũng liền không có coi là chuyện đáng kể. Làm La bọn hắn trong cốc lúc đang bận biệu, thế giới thụ xung quanh khu vực nên đón tương đương thảm thiết dị biến. Mới đầu, là cửu đầu điểu vắng mặt dẫn tới một vòng tranh đoạt chỗ ngồi dậy sóng, ngắn mũi mấy ngày bên trong, có đến không hết sinh vật đổ vào dưới cây, thi thể cùng máu tươi xếp thành núi cao, liền thế giới thụ rễ cây cũng không kịp hấp thu sạch sẽ. Nhưng chân chính dị biến cũng không phải là bởi vì cửu đầu điểu vắng mặt dẫn dắt lên đại quy mô chém giết, mà là cửu đầu điểu trong cơ thể liệt tính bệnh độc kinh qua một tuần không đến thời gian, lan tràn đến thế giới thụ chỗ gần. Trước đó Sandika cầm virus đối phó cửu đầu điểu thời điểm, suy xét đến virus tính sát thương, cho nên suy yếu truyền nhiễm cường độ, nhưng là tại cái này lẫn nhau thông vệ, liền xương cốt cũng sẽ không bỏ qua hoàn cảnh dưới, truyền nhiễm cường độ đã mất đi ý nghĩa. Thậm chí có thể nói, loại hoàn cảnh này có thể để cho virus truyền bá đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ. Lây nhiễm virus sinh vật đổ xuống tử vong, bị đường tắt mà qua sinh vật thuận miệng ăn hết, sau đó cũng lây nhiễm virus cơ hờ kết đi, lấy phương thức như vậy dần dần lan tràn, cho đến đi vào thế giới thụ chung quanh. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến thế giới thụ quanh mình sinh vật, cùng ở đây chiếm cứ địa bàn trở thành bá sinh vật, đối với sắp đến virus không có bất kỳ cái gì khái niệm. Cứ việc bọn chúng sẽ nghi hoặc một cái thật tốt con mồi làm sao lại đột nhiên đổ xuống, lại sẽ không ảnh hưởng đến bọn chúng ăn nhu cầu. Virus, lợi dụng nó thiên nhiên truyền bá phương thức, dần dần xâm chiếm nơi đây, sau đó lại lan tràn đến chỗ xa hơn. Hiện ra tại thế giới thụ dưới đáy tàn khốc hiện tượng, lại sẽ không ảnh hưởng đến thân cây bên trên thế giới. Cửu đầu điểu chỗ đưa ra đến vị trí, cũng sớm đã bị mới đại lão sinh vật nhiều chiếm lĩnh. Hết thảy, Phản phất như thường. Chương 1349 Cảm xúc Không có lấy ra danh tự liệt tính bệnh độc ngay tại thế giới thủ quanh mình bừa bãi tàn phá, mà thân ở trong sơn tốc la lại hoàn toàn không biết gì. Không muốn bỏ lỡ bất luận một cái nào mang theo độc vật phẩm, cho nên muốn tìm thấy được mỗi một nhà phòng ở. Mà thủy nhân uy hiếp vợ à không được la bọn hắn, dẫn đến lục phát quá trình rất nhẹ nhàng, cũng rất hiệu suất. La vẫn là rất hiếu kỳ kêu hồ nước bí mật, nhưng trước mắt không có dư lực đi chú y, một lòng nhào vào hấp thu niệm lực phía trên mắt thấy niệm lực tiếp tục tính trướng động, chỉ cảm thấy cái này niềm vui ngoài y muốn thật sự là đến đúng rồi. Chuyên tâm gia tăng màu đen niệm lực hàng tích trữ la nhưng không có chú ý tới thu thu dị dạng, ngược lại là hắc miêu cùng bạch cẩu bình thường xảo lai xảo khứ, để hắn có chút đau đầu. Cho nên, đêm tối cùng ban ngày không thể cùng tồn tại chế ước tồn tại là rất hợp lý. Một tuần lễ sau, tất cả mang theo độc vật phẩm đều bị tìm ra, cũng giao tất cả cho la hấp thu. Tương đối tiếc núi là, thanh năng lượng kẹt tại 35% bên trên, liền 40% đều không có đột phá. Nhưng dù sao được đến tương đối dễ dàng, tóm lại là kiếm. Sự tình đạt được giải quyết, lại kiếm được 15 niệm lực, cũng không có tiếp tục lưu lại lý do. Tuy nói Kim cùng Sarin muốn xâm nhập tìm hiểu một chút chỗ này viễn cổ nhân loại đã từng cư địa, nhưng hiển nhiên không thực tế, cũng liền từ bỏ tưởng niệm. Đám người trở lại hỏa thụ ngân hoa nội bộ, chuẩn bị rời đi sơn cốc. Dưới đấy, thủy nhân như như pho tượng dừng ở trên mặt hồ, ngửa đầu nhìn chăm chú lên ngay tại lên không hỏa thụ ngân hoa bên trong điều khiển bên trong hồng ảnh thao túng hỏa thụ ngân hoa lên không nhìn qua tâm tình rất không tệ khoảng thời gian này hắn cần lưu thủ tại hỏa thụ ngân hoa bên trong nhưng hắn đã biết hắc miêu thành công thoát ly la tin tức mà lại hiểu rất rõ cô cùng hắc miêu quan hệ về sau chỉ cần đem la đưa đến thế giới thụ phía trên hắc miêu liền sẽ lưu tại trong tộc vì chủng tộc tương lai phát triển cống hiến ra không thể thay thế lực lượng hồng ảnh chờ mong tương lai nhưng hắn biết vẫn cần vượt qua đếm rõ số lượng đạo trở ngại mới có thể đi nên đón cái kia quan minh thời khắc hỏa thụ ngân hoa bay qua sơn cốc đỉnh, vượt qua từng tòa vứt bỏ thác canh, hướng về cực xa chỗ như ẩn như hiện thế giới thụ thân ảnh mà đi. Cứ như vậy rời đi. Sarin cùng Sheila yên lặng nhìn xem càng ngày càng xa sơn cốc. Đã khôi phục lại nào cũng là thần sắc phức tạp nhìn xem đi xa sơn cốc. Mấy tháng nay, hắn từ đầu đến cuối đang ráng chống đỡ, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần. Mà bây giờ, nước hồ rửa đi hắn mấy tháng đến đau khổ, nói là tỏa sáng tân sinh cũng không đủ. Lại tùy tiện sử dụng tiến hóa qua năng lực, vật kia sẽ còn mọc ra a à. nao cúi đầu nhìn về phía mu bàn tay ở trong lòng tự nói từng như rừng trúc nơi tay lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên vũ trục đã biến thành hôm qua bọc nước biến mất vô tung vô ảnh một điểm vết tích cũng không có để lại nhưng là nếu như gặp phải cần thiết lại đi sử dụng thời khắc ta cũng sẽ không chút do dự đi sử dụng nao thấu kính sau trong mắt toát ra kiên định tia sáng chợt yên lặng nhìn hướng la lúc này la cũng không có chú ý tới nao thần sắc ngược lại là chú ý tới mặt ủ mày châu thu thu bây giờ Thu Thu đã cùng La Hợp Thể, trở thành La hiệp đồng hình binh khí, cũng là rất thân mật chiến đấu đồng bạn. Nhìn thấy Thu Thu mặt ủ mày chau, La rất là lo lắng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thu Thu dạng này. Sẽ không phải là bởi vì mấy ngày nay đối Thu Thu làm loạn duyên cớ. La hai đầu lông mày hiện ra một sợi vẻ u sầu, nghĩ đến cái này mấy đêm rồi không có chút nào tiết chế tiêu xài sức tưởng tượng để Thu Thu không ngừng biến hình. Thế nhưng là, kia mấy phen thao tác là tại đối Thu Thu sẽ không sinh ra gánh vác điều kiện tiên quyết tiến hành. Thu Thu ngươi làm sao rồi? La không còn suy nghĩ lung tung, đi vào Thu Thu trước mặt, dùng một loại ánh mắt quan tâm nhìn xem Thu Thu. Không có việc gì. Thu Thu ngửa đầu, nên hướng La kia quan tâm ánh mắt. Cách đó không xa, Bạch Cẩu cùng Hắc Miêu gần như đồng thời nhìn qua, ngạc nhiên nhìn xem La trên người. Mẫu tính quan huy. Cái gì quỷ, thế mà đối một cái binh khí như vậy quan tâm. Hắc Miêu đầu lông mày thẳng rung, nghĩ thầm ta đi theo bên cạnh ngươi lâu như vậy, cũng chưa từng gặp ngươi quan tâm tới ta a. À. Không tự chủ được đố kỵ, khiến cho hắc miêu đáy lòng toát ra một cổ tà hỏa dường như không có ý thức được chính hắn đã là tự do thân tương đối hắc miêu đố kỵ bạch cẩu liền lộ ra tương đối sầu lo nói cho cùng chính là tranh thủ tình cảm vấn đề tại bạch cẩu xem ra là thế nhưng là đùi muốn ăn ngon uống sướng trôi qua thoải mái liền phải thật tốt ôm lấy la đùi đương nhiên bạch cẩu lấy sủng vật tự cho mình là khẳng định hy vọng có thể đạt được la toàn bộ cưng chiều cho nên bạch cẩu mới rất căm thù hắc miêu dù là hắc miêu trở thành tự do cá thể cũng không thể thay đổi hắn căm thù. Bởi vì, Hắc Miêu cùng La dắt tay mạo hiểm nhiều năm như vậy, khẳng định nuôi dưỡng cảm tình sâu đậm. Nhưng bây giờ, vấn đề lớn nhất giống như không phải Hắc Miêu, mà là cái kia cái gọi là hiệp đồng hình binh khí. Bạch Cẩu đầy bụng sầu lo, có một loại la có tân hoang liền sẽ quên mất tình cũ không hiểu lo lắng. La nào có biết cái này Hắc Miêu Bạch Cẩu còn có nhiều như vậy nội tâm hí, lúc này, hắn phi thường lo lắng thu thu trạng thái. Không có việc gì. Ngươi bây giờ liền cùng Sương đánh quả cà đồng dạng, còn nói không có việc gì la ánh mắt quét về phía thu thu kia yểu xìu ba ba trúc tiết nhánh cánh trước kia không nói kia cánh kiểu gì cũng sẽ như bông hoa nở rộ bình thường thời điểm thu thu sẽ một mực lơ lửng giữa không trung nhưng bây giờ ngược lại tốt trực tiếp ngồi dưới đất mà lại kia mặt ủ mày cho thần thái chỉ cần con mắt không mù đều có thể nhìn ra thu thu không chỉ có cánh yểu xìu liền con mắt cũng yểu xìu phải không sai biệt lắm nghe được la truy vấn nàng chần chờ một lát thấp giọng nói ta tất cả đều nhớ tới ừ như thế nào sinh ra, như thế nào ngủ say, cùng bọn hắn như thế nào biến mất. Nếu như có thể, ta không nguyện y nhớ tới những thứ này. Hóa ra là dạng này. La vương tay sờ sờ thu thu đầu, nhìn xuống truy vấn suy nghĩ. Nhìn như vậy đến, thu thu đợi trong cốc mấy ngày nay, hẳn là để nàng nhớ tới rất nhiều không tốt hồi ức. Mặc dù có chút để y, nhưng loại tình huống này, hiển nhiên không có cách nào truy vấn. La không ngừng an ủi thu thu, nhưng hiệu quả chẳng ra sao cả. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể gọi tới Runa, để nàng cùng Thu Thu đến một chút 10 vạn câu hỏi vì sao giao lưu đại hội. Trước kia lần thứ nhất gặp được Thu Thu thời điểm, các loại vì cái gì làm cho La rất đau đầu, đằng sau lệnh cưỡng chế Thu Thu không nên nói nữa vì cái gì, bắt đầu từ lúc đó, Thu Thu cũng liền cơ bản chưa nói qua vì cái gì. Hiện tại, quan hệ phát sinh thay đổi, La chắc chắn sẽ không hạn chế Thu Thu cái gì, mà Bruna trước đó cùng Thu Thu không có gì gặp nhau, chẳng qua hắn hiện tại biết Thu Thu thành La trọng yếu hiệp đồng hình binh khí, cho nên rất nguyện y cùng thu thu có tiếng một bước hiểu rõ thế là hai cái trên y nghĩa manh vật cứ như vậy tiến đến một khối tại bruna ảnh hưởng dưới thu thu tâm tình cuối cùng có chút chuyển biến tốt đẹp la thấy thế thở dài một hơi lặng yên rời khỏi vòng tròn ha ha rất để y tiểu gia hỏa kia nha lúc này hắc miêu thâm trầm thanh âm từ phía sau truyền đến la lường hắn một cái không nhìn thẳng sau đó lập tức liền thấy một mặt quỷ khuất bạch cẩu hai gia hỏa này la vuốt vuốt cái tráng không thể phủ nhận hắc miêu cùng bạch cẩu làm niệm thú có được vượt mức bình thường dùng tốt năng lực nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng la lắc đầu chợt nghe lão bạch tiếng kinh hô ta dựa vào lão bạch nhìn màn ảnh bên trong giống như địa ngục thảm thiết cảnh tượng ngây người chương 1350, nghìn xác chết khắp nơi chỗ kia viễn cổ nhân loại đã từng ở lại sơn cốc cách thế giới thụ chỉ có chừng 30 phút lộ trình đương nhiên là lấy hỏa thụ ngân hoa tốc độ phi hành làm suy tính từ sơn cốc rời đi đến xa xa nhìn thấy thế giới thụ cao vút trong mây dáng người, cũng liền 20 phút sự tình. Lần này, không có cùng loại cửu đầu điểu ma thú hướng về phía hỏa thụ ngân hoa mà đến, nhưng hiện ra ở trước mắt một màn, lại làm cho đám người khiếp sợ không thôi. Sát cơ hờ, tết khắp nơi. Các loại sinh vật đổ vào thế giới thụ dưới đáy chung quanh, mặc kệ là dãy núi đỉnh vẫn là dãy núi dưới đáy, liếc nhìn lại, tất cả đều là sinh vật thi thể. Cùng thắp núi thi thể hình thành mảnh liệt so sánh, lại là thân cây bên trên bình yên vô sự sinh vật cường đại nhóm, bọn chúng phản phất không nhìn thấy gốc cây hạ thảm thiết như như địa ngục cảnh tượng, thoải mái dễ chịu dựa vào thân cây bên trên, không ngừng hấp thu đến từ thế giới thụ sinh mệnh lực. Mà càng xa xôi nham địa phía trên, đám kia bị thế giới thụ sinh mệnh lực hấp dẫn mà đến đi đường người cũng không có bị khắc núi thi thể hù dọa đến, vẫn là anh dũng không sợ phóng tới thế giới thụ. Tại khởi xướng công kích trên đường, bọn này đi đường người khó tránh khỏi sẽ bị con mồi hoặc kẻ săn mồi xem như đồ ăn nuốt ăn hầu như không còn, nhưng bởi vì đi đường người cơ số khổng lồ, chắc chắn sẽ có cá lọc lưới trốn qua con mồi cùng kẻ săn mồi công kích. Vượt qua cái này đạo tử tuyến đi đường người rốt cục leo lên thế giới thụ chỗ cắm rễ dãy núi, nên đón bọn chúng là đầy khắp núi đồi thi thể, chính là cảnh cáo, cũng là mê người ngon miệng đồ ăn. Nhưng tự hồ là bởi vì thế giới thụ kia tản ra thơm ngọt khí tức, bọn này bị câu dẫn mà đến đi đường người phản phất quên mất sợ hãi, không nhìn thẳng cái này khắp núi thi thể cảnh cáo, trực tiếp chạy đến thế giới thụ cắm rễ chỗ. Nhưng to lớn lượng vận động chung quy sẽ để cho bọn chúng cảm thấy đói, mà đồ ăn khắp nơi đều là, bọn chúng chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể cắn xé tiếp theo khối lớn huyết nhục. Sau đó, thật vất vả lại tới đây bọn chúng, liền thế giới thụ gốc rễ chỗ thẩm thấu ra một tia sinh mệnh lực đều không có thưởng thức được, liền thành cái này khắp núi trong thi thể một viên. Xảy ra chuyện gì? Bên trong điều khiển, nhìn xem thế giới thụ dưới đáy thi thể chồng, thủ vệ nhất tộc các thành viên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lúc trước vì thoát khỏi cửu đầu điểu mà trải qua thế giới thụ thời điểm, nhìn thấy cũng không phải khắp núi thi thể mà là các loại chiếm đất làm vua nhóm sinh vật tại lẫn nhau chém giết sinh động cảnh tượng. Nhưng vừa mới qua đi bao nhiêu ngày mà thôi, làm sao liền biến thành dạng này rồi. Thủ vệ nhất tộc các thành viên đầu không có vượt qua công, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền đoán được nguyên nhân là Sanbika virus. Đám người nhịn xuống trong lòng chấn động, nhao nhao nhìn về phía Sanbika, có thể thấy rõ Sanbika trong mắt không kém hơn bọn hắn chấn kinh. Lúc trước nhìn thấy cửu đầu điểu bị rất nhiều nhóm sinh vật phân mà ăn chỗ sinh ra lo lắng, hiện tại xác thực phát sinh. Sanbika, những thi thể này đều là kia virus tạo thành lão bạch hỏi ừm sambika nhìn màn ảnh bên trong đám kia thi thể chảy máu triệu chứng yên lặng gật đầu kia là chảy máu tính bệnh độc dẫn đến sinh vật tử vong cái cuối cùng triệu chứng chính là thất khiếu chảy máu phù hợp cái này đầy đất thi thể tử trạng kia virus như thế dữ dội sao nếu là tùy y phát triển tiếp có thể hay không thế giới thụ dãy núi nham địa ba điểm nối liền thành một tuyến vòng sinh thái bên trong có vô số mà sinh vật hùng mạnh nếu là toàn quân bị diệt tại mắt thường chỗ không nhìn thấy nho nhỏ virus sẽ có một loại khó nói lên lời hoang đường cảm giác hoàn toàn không tưởng tượng ra được kết quả đám người nhìn về phía nham địa bên trên lao nhanh không chỉ sinh vật dòng sông ánh mắt có chút lấp lóe nơi này tùy thời đều tại diễn lại kẻ săn mồi cùng con mồi quan hệ trong đó nhưng là vô luận mỗi một giây sẽ đổ xuống bao nhiêu sinh mệnh đều sẽ có từ bốn phương tám hướng mà đến tân sinh vật một lần nữa bổ khuyết đi vào hồng ảnh thao túng hỏa thụ ngân hoa lơ lửng tại phía trên không dãy núi mịt mờ nhìn thoáng qua sang đi ca. Tại không có nhìn thấy cái này khắp núi trước thi thể, ai sẽ nghĩ đến, cái này hắn một quyền liền có thể tiện tay gõ cơ hờ kết yếu đuối nhân loại, thế mà có được đáng sợ như vậy năng lực. Nếu dùng thông thường thủ đoạn, muốn để số lượng nhiều như vậy sinh vật cường đại cuối đầu mà cơ hờ kết, căn bản là không có khả năng sự tình, cho dù là trước mắt ngay tại nham địa bên trên lắc lư kẻ săn mồi cấp bậc sinh vật cũng làm không được. Kiến nhiều cắn cơ hờ kết voi, câu nói này không thích hợp tại nhân loại trên thân, lại thích hợp với những cái này từ bốn phương tám hướng nối liền không dứt mà đến đi đường người. Nếu không phải thế giới thụ phát tán mê người khí tức che đậy bọn chúng, lấy bọn chúng cơ số, cù lên cắn cơ hờ kết một đầu kẻ săn mồi cũng không kỳ quái. La muốn trực tiếp đi lên. Hồng Ảnh Thu Liễm suy nghĩ, nhìn về phía trong màn hình biểu hiện thế giới thụ, cùng đám kia bình yên đợi tại thân cây bên trên sinh vật cường đại nhóm. Ừm, đi lên. La cũng đang nhìn màn hình, nhưng hắn nhìn không phải thân cây bên trên sinh vật, mà là gốc cây hạ đống xác cơ hờ kết chỉ cần nhìn chằm chằm một chỗ thi thể nhìn sẽ phát hiện thi thể chính lấy một loại chậm rãi tốc độ đang khô quắt không phải hư thối càng giống là bị nuốt nhưng là liếc nhìn lại chỉ có khắp núi thi thể không có cái khác vật sống mặc dù không bài trừ có thể là một chút thể tích nhỏ bé đồng thời ẩn vào trong đống thi thể sinh vật mà thay đổi tay chân nhưng la cho rằng ngay tại hút đông đảo thi thể đồ vật có thể là thế giới thụ sợi rễ có điều những cái này phát sinh ở trên mặt đất sự tình cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn leo lên thế giới thụ hồng ảnh tuân lệnh về sau lập tức thao túng hỏa thụ ngân hoa lên không hắn muốn mau sớm hoàn thành trong hợp tác cho về sau dẫn đầu thạc quả cận tồn đồng tộc đi tìm một cái thích hợp an cư chi địa cũng tỷ như viễn cổ nhân loại đã từng ở lại sơn cốc có có sẵn phòng ở cũng hãn hữu sinh vật đến thăm là một cái không sai cư địa hỏa thụ ngân hoa phóng lên tận trời tự nhiên dẫn tới những cái kia đem thân cây xem như địa bàn nhóm sinh vật chú y bọn chúng mắt lạnh nhìn phóng tới chỗ càng cao hơn hỏa thụ ngân hoa thật không có làm ra quá kích cử động, bởi vì bọn chúng không phải cửu đầu điểu, đối hỏa thụ ngân hoa không có bất kỳ cái gì trên sinh ly cùng trên tinh thần nhu cầu. Còn có một nguyên nhân khác, bọn chúng sở dĩ có thể chiếm cứ một cái thế giới thụ chỗ ngồi, là bởi vì bọn chúng tin chắc người tài mới có đạo ly. Tại thế giới của bọn chúng bên trong, thực lực là cân nhắc chỗ ngồi cao thấp duy nhất tiêu chuẩn, thực lực càng mạnh gia hỏa, nên ngồi vào cao hơn địa phương, đây là đạo ly hiển nhiên sự tình, mà thực lực quá yếu gia hỏa, liền không xứng đáng đúng chỗ tử, đây cũng là đạo ly hiển nhiên sự tình ví dụ như gốc cây hạ đám kia thi thể, chính là thực lực không đủ chân thực khắc họa. Nên thực lực như thế nào, liền nên ngồi như thế nào vị trí. Loại này nhận biết, cắm rễ tại đầu của bọn nó bên trong. Cho nên, chỉ cần hỏa thụ ngân hoa không hướng về phía bọn chúng vị trí mà đến, như vậy, hỏa thụ ngân hoa muốn làm cái gì lại cùng nó nhóm có liên can gì. Mấu chốt nhất chính là, bọn chúng cảm thấy hỏa thụ ngân hoa không có trục tầng thăm dò, ngược lại là một cổ khí muốn xông lên tầng mây cử động, thuần túy chính là hành động tìm cơ hờ kết. Bởi vì, trên tầng mây cùng dưới tầng mây hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau